Một chiếc thuyền rẽ sóng trên mặt biển mờ mịt nhìn bầy đứa hai cả bà ngồi địa điểm. Một cô bé trên thuyền ngâm nga bài hát về cướp biển. Thủy thủ đoàn tên Gip khuyên cô không nên hát về hải tặc, tuổi cô thì chỉ nên hát mấy bài chị ông nâu 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 thôi. Thuyền trưởng Norrington và thống đốc Swan, cha cô đều không muốn cô bé dính dáng còn cặc gì tới hải tặc cả. Lúc này, cô bé phát hiện ra một cậu bé đặt cược vào thuyền Anh, trôi giạt trên mặt biển, rồi hô lên thông báo với mọi người. Thủy thủ đoàn vội vàng cứu cậu bé lên, cậu thoát chết, nhưng con thuyền của cậu thì chìm trong ngọn lửa chùa. Thống đốc Swan giao nhiệm vụ cho con gái để ý cậu bé. Nửa chừng, cậu bé choàng tỉnh, cô bé trấn an cậu, tự giới thiệu, mình là Elizabeth. Cậu bé sợ hãi, chỉ thốt được mỗi tên mình, Will Turner, rồi ngất đi. Elizabeth tìm thấy chiếc vòng cổ đồng vàng in hình đầu lâu của Will, nhưng giấu nhẹm đi với người lớn, lén lút ra đầu tàu, rơi vòng cổ lên để ngắm nhìn. Phía sau chiếc vòng, xuất hiện bóng của chiếc thuyền ngoài xa, ngọn cờ hải tặc phấp phới trong gió, mở ra bộ phim nhiều nước còn hơn cả đề thi văn trung học phổ thông quốc gia. Cướp biển vùng Caribe, lời nguyền của tàu ngọc trai đen, và tôi là vui vẻ. Người sẽ cùng bạn bơi qua bộ phim này. Nhiều năm sau, Elizabeth đã lớn ở nhiều chỗ, nhưng cô vẫn giữ chiếc vòng, đeo nó trên cổ của mình. Thống đốc Swan bước vào phòng con gái, tặng cho cô một bộ váy mới. Trong lúc Elizabeth cố gắng nhét mình vào bộ áo ngực như áo giáp, thì cha cố gắng mai mối cô với đại úy Norrington, chính là ông thuyền trưởng ngày xưa. Lúc này, Will Turner, cậu bé được cứu sống ngày nào, tới nhà thống đốc để giao cho ông thanh kiếm làm quà tặng thằng lon cho Norrington. Elizabeth đi xuống, vui mừng khi gặp lại bạn cũ, và tôi thì tinh tế vờ lờ để nhận ra hai người này có cảm tình với nhau. Nhạc nền nổi lên đầy hùng tráng, bóng hình của một tên cướp biển hiện lên đầy phong trần trên đỉnh cột buồm. Không hề sợ hãi, hắn tóm dây từng, nhảy thẳng xuống dưới, vì cái thuyền nó bé vờ lờ. Tên hải tặc vô cùng nghênh ngang, đi múc nước ra khỏi thuyền. Con thuyền đi ngang qua một mỏm đá treo cổ những tên hải tặc bị bắt. Hắn ngả mũ, gửi một sự tôn trọng đến những cái xác. Bến cảng nhộn nhịp cũng phải lặng đi, dõi theo hình bóng tên hải tặc hiên ngang cập bến. Trong sự chìm nghỉm của con thuyền, đúng là nhân tài thần thái, cảnh thì hèn, nhưng người ngầu vừa lờ. Hắn đi tới bến tàu quân đội, nhưng bị hai tên lính chặn lại. Bằng chiêu trò khích tướng đơn giản, cùng với bộ óc sinh ra để làm chất dinh dưỡng cho tóc của hai anh lính, tên hải tặc thành công khiến hai người cãi nhau về sự tồn tại của ngọc trai đen. Hắn liền cố lẻn lên một con tàu, nhưng lại bị hai anh lính chặn không cho ra khơi. Trong lúc đó, thiếu úy Norrington dẫn Elizabeth lên tường thành nói chuyện. Anh vừa lên hàm thiếu tướng, tướng anh còn thiếu, là em. Elizabeth thì không thèm hỏi em với mẹ anh đối nước thì anh cứu ai, mà cô ngất đi, rơi thẳng xuống vùng nước phía dưới, ngay gần chiếc thuyền của tên hải tặc và hai anh lính. Norrington định lao xuống, nhưng đồng đội cản lại, vì dưới đó có vực đá ngầm. Phía bên chiếc thuyền kia thì ba ông đùn đẩy nhau cứu cô gái. Thiếu nước ngồi oẳn tù tì xem ông nào xuống trước. Tên hải tặc ngắn ngầm cởi đồ, lao xuống cứu Elizabeth. Lúc này, sóng không bắt đầu từ gió, mà từ chiếc vòng cổ của Elizabeth lan ra khắp mặt biển, xong rồi gió mới bắt đầu nổi lên. Tên hải tặc vớt cô vào bờ, thiếu úy Norrington tới, vạch trần thân phận của tên hải tặc, thuyền trưởng Jack Sparrow. Tất nhiên là hải tặc vào tay hải quân, chỉ có bị còng tay rồi lôi đi treo cổ. Nhưng Elizabeth thì cố gắng bảo vệ người đã cứu mình. Jack rất cảm kích, dùng luôn cô làm con tin. Hắn đòi lại đồ của bản thân, rồi ép Elizabeth mặc đồ cho mình trong tư thế truyền thống, nếu bạn nghiêng màn hình sang bên phải. Khiến cô quẻ ngắt thái độ sảng khinh bỉ Jack. Sau khi đẩy Elizabeth về phía hải quân, Jack thực hiện một pha tẩu thoát đầy ngoạn mục. Norrington lệnh cho hải quân bắt được hắn bằng mọi cách. Jack lúc này trốn vào lò rèn của Will để phá chiếc còng tay, nhưng bị Will phát hiện. Và thế là cuộc đấu kiếm nóng diễn ra giữa hai người. Kiếm chạm kiếm, bắn bắn các thứ. Jack chơi bẩn, dí súng vào mặt Will. Will thì bảo cậu sợ cái b***. Trong lúc Jack chần chừ vì súng còn mỗi một viên đạn, thì hắn bị ông thầy say xỉn trong góc nhà của Will phang cả cái chai rượu vào đầu. Hải quân ập đến, giam Jack vào ngục tối. Đêm xuống, con tàu ngọc trai đen rẽ sóng tiến tới thành phố, không do dự nã pháo bắn bờ bức tường thành. Người dân hoảng loạn chạy trốn khỏi những viên đại bác lao tới. Những tên cướp biển tràn vào theo làn khói bụi mờ mịt, điên cuồng phá hủy thành phố, khiến Will phải chống cự trong vô vọng. Trong khi hải quân cố gắng dùng đại bác để bắn hạ chiếc thuyền, thì lũ cướp biển đã ào đến nhà của thống đốc Swan để bắt Elizabeth. Chúng tới vì chiếc vòng cổ đã kêu gọi chúng. Elizabeth bị bắt, nhưng cô yêu cầu chúng phải theo luật Parley, làm cho hai tên cướp biển bối rối. Vì theo luật, chúng phải đưa cô an toàn đến gặp thuyền trưởng. Cả đám đưa Elizabeth đi, thì gặp Will. Anh cố cứu cô, nhưng bị một tên cướp biển tiện tay gõ cho một cái, ngất cần mẹ nó đi. Lúc này, ở dưới ngục, một viên đạn pháo bay tới, phá hỏng bức tường phòng giam bên cạnh Jack, giải thoát cho lũ bạn tù. Bầu trời u ám bỗng hiện ra ánh trăng, chiếu sáng hình ảnh Jack đang cố dụ con chó mang chìa khóa cửa ngục cho mình. Đúng lúc bọn cướp biển xông vào tới nơi. Chúng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Jack, dù là đồng nghiệp nhưng hai bên có vẻ không là đồng dâm. Chúng tóm lấy cổ anh, phần cánh tay lộ ra dưới ánh trăng biến thành bộ xương bẩn thỉu. Chúng tỏ vẻ khinh bỉ Jack rồi bỏ đi. Ở trên con thuyền ngọc trai đen, Elizabeth bị một tên cướp biển có đầu như bao cao su gai chặn lại. Nhưng thuyền trưởng Barbossa đích thân gặp cô. Elizabeth đưa ra offer đổi đồng vàng lấy sự rút lui của băng hải tặc. Barbossa thì chẳng có lý gì mà phải chốt đơn cả.
Nhưng khi cô gái giả danh tên mình là Elizabeth Turner thì có sự phấn khích rõ rệt hiện lên khuôn mặt của đám cướp biển. Barbossa liền đồng ý trao đổi với cô. Băng hải tặc ngay lập tức nhổ neo quay đầu. Elizabeth cũng ngay lập tức nhận ra, giờ về kiểu gì ta? Quên kêu chúng nó cho mình về rồi. Thế là cô phải ở lại con tàu ngọc trai đen. Sớm hôm sau, Will tỉnh dậy. Anh vội vàng chạy đến yêu cầu Norrington giải cứu cho Elizabeth nhưng bị từ chối vì không có đủ thông tin về con tàu ngọc trai đen. Tên lính gặp Jack nói rằng hắn có nhắc tới con tàu này. Norrington lại phủ quyết vì bọn hải tặc không giải cứu Jack nên chúng không phải cùng một băng. Tuy thế, Will không từ bỏ hy vọng. Anh thuyết phục Jack giúp mình tìm được con tàu ngọc trai đen. Một lần nữa, khi Will nói ra họ tên của bản thân, Jack thay đổi thái độ và đồng ý giúp cậu. Cả hai quyết định ra bãi đỗ thuyền để đi săn sale không đồng một chiếc. Và thế là họ chọn ngay con tàu hoành tráng nhất. Phía hải quân phát hiện ra, ngay lập tức điều động con thuyền hệ chiến lao đến. Toàn bộ thủy thủ đoàn xông lên con tàu lục soát. Và thế là con tàu hệ chiến trong trạng thái vượt không nhà trống bị Jack và Will đơn giản chiếm được. Cả hai ra khơi, bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trong lúc rảnh rỗi ngồi tút tát lại thanh kiếm, Will chất vấn Jack về việc anh đổi ý khi nghe thấy tên mình. Thế mày có biết bố mày là ai không? Là William Turner, một hải tặc đáng được kính trọng. Will không chấp nhận sự thật này, rút kiếm, đòi chém chết cha Jack. Jack phẳng thằng cái buồm, cái buồm vào người Will. Thế là cậu phải đồng ý trong ấm ức. Hành trình lại tiếp tục. Điểm dừng đầu tiên là Tortuga, vùng đất cảng. Jack tìm đến thiên bổng nguyên soái giới hải tặc Gibbs, thuyền viên của con thuyền hải quân năm xưa, giờ lạc trôi về với đàn lợn. Jack đề nghị Gibbs tập hợp thủy thủ đoàn giúp anh tìm tàu ngọc trai đen. Gibbs từ chối. Thế mày có biết bố nó là ai không? William Turner. Tôi thì chẳng biết William là thằng nào, nhưng Gibbs thì có, nên ông đồng ý ngay và luôn. Lúc này trên tàu ngọc trai đen, Elizabeth bị buộc dùng bữa tối với thuyền trưởng Barbossa. Trong ánh mắt nhìn em ngon anh không thấy ngon, Elizabeth dùng cả mình. Bọn này muốn đụ mình hay sao ta? Barbossa lắc đầu, hắn lôi đồng vàng ra, kể một câu chuyện. Thổ dân Aztec dâng 882 đồng vàng cho Cortez để ngừng giết chóc họ, và thần linh đã nguyền rủa những đồng vàng đó. Băng của Barbossa tìm ra và chiếm được kho báu đó ở đảo thần chết. Nhưng sau đó, chúng nhận ra mình đã bị dính lời nguyền, mất đi tất cả xúc cảm và trở thành những người đàn ông lý tưởng, không gái gú, không rượu chè, không cờ bạc và không thể chết. Đó là một sự trừng phạt. Muốn thoát khỏi lời nguyền để hưởng lại những cảm xúc cuộc sống thì phải trả lại từng đồng vàng cùng với máu kẻ lấy chúng. Đồng vàng mà Elizabeth đang đeo là đồng cuối cùng. Elizabeth bỗng phản kháng, dùng con dao trên bàn đâm vào ngực Barbossa, nhưng Barbossa chỉ bình thản rút con dao ra, khiến cô hoảng hốt chạy ra ngoài, rồi bị đập vào mắt bởi hình dáng thực sự của những kẻ bị nguyền rủa. Ánh trăng soi rõ lời nguyền, thứ đem lại sự bất tử cho bọn hải tặc. Sáng hôm sau, Jack đã tập hợp được thủy thủ đoàn, cơn thuyền vượt dòng bão đuổi theo chiếc ngọc trai đen. Bấy giờ, Elizabeth đã bị đám cướp biển trói lại, áp giải lên đảo thần chết. Con tàu của Jack đuổi sát theo sau, bằng chiếc la bàn không chỉ về hướng bắc. Will vô cùng thắc mắc về Jack nên hỏi Gibbs và được trả lời rằng Jack từng là thuyền trưởng của tàu ngọc trai đen nhưng bị thủy thủ tạo phản, bỏ lại trên một hòn đảo hoang tận chân trời cùng với một khẩu súng và một viên đạn để tự vẫn. Jack không dùng nó cho mình mà để dành cho người bạn cũ, KICM không, Barbossa. Sau đó, phi thuyền trưởng dùng 3 ngày để thoát khỏi hòn đảo bằng cách dùng tóc cột hai con rùa tạo thành chiếc bè. Thuyền tới nơi, Jack bảo Gibbs làm theo luật. Trong trường hợp xấu nhất, kẻ ở lại cuối cùng sẽ bị bỏ lại. Còn mình cùng với Will chèo thuyền vào trong đảo. Ở phía trong đảo thần chết, nhưng tên cướp biển đang quăng kho báu cướp được lên đảo. Jack và Will tới kịp tham dự buổi phát biểu trước bữa tiệc của Barbossa. Put your hand in the air, yeah! Jack cản Will lao ra cứu Elizabeth và khuyên cậu hãy bình tĩnh để ông lo. Will triệu hồi tất cả sự bình tĩnh trong người, đập cả cái mái chèo vào đầu Jack, ngất xỉu. Trong khi Barbossa vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình, hắn lấy máu của Elizabeth, thả đồng vàng nhúng máu cô xuống hòm châu báu. Boom! Đích có gì xảy ra cả. Barbossa dùng súng bắn một tên, nhưng hắn vẫn không chết. Hắn giận dữ chất vấn Elizabeth. Cô thừa nhận mình không phải con của William Turner. Barbossa tát cô không chịu phát nào. Elizabeth rơi xuống cùng với đồng vàng của mình. Will liền tranh thủ lần cứu lấy cô, trong khi lũ cướp biển gầy gổ với nhau đổ lỗi cho Barbossa vì năm xưa đã đẩy William xuống vực. Barbossa chợt phát hiện Elizabeth đã biến mất với đồng tiền, vội vàng ra lệnh đám cướp biển bắt lại cô. Lúc này Jack tỉnh lại giữa vòng tay lũ thuyền viên. Jack lại yêu cầu gặp Barbossa theo luật parley. Will và Elizabeth quay lại thuyền. Gibbs làm theo luật, ra lệnh nhổ neo quay tàu. Nhưng Jack không chết, anh lấy thông tin của Will làm tiền vốn trao đổi với Barbossa. Trên con tàu, Elizabeth cùng Will bón cơm chó cho khán giả. Anh em ăn cơm vui vẻ nhá. Elizabeth cầm tay Will đưa xuống ngực mình. Mặt Will hoang mang kiểu, đừng, anh là cháu Hoa Tân, anh thích siêu to khổng lồ thôi. Cơ mà Elizabeth chỉ muốn đưa cho anh chiếc vòng cổ. Will nhận ra rằng bọn hải tặc cần máu của mình. Lúc này, Jack đang thương lượng với Barbossa về sổ đỏ của thuyền ngọc trai đen. Khi đám cướp biển đuổi kịp con tàu của Will, thì Jack vội thuyết phục Barbossa để mình lấy lại đồng tiền. Barbossa từ chối, giam Jack phía dưới tàu. Will quyết định không nhịn nữa mà quay lại bắn vào mặt kẻ địch. Trong khi cả đội nhận ra ngọc trai đen sẽ va vỡ mạn tàu của bên mình, Elizabeth nhanh trí hồ lên, hạ mỏ neo, quay tàu. Hai con tàu giờ đối ngược nhau, bắt đầu nã đạn vào đối phương.
Tình cờ, cửa phòng chăm rách bị phá hỏng. Phía bên kia, Elizabeth nhận ra bọn cướp biển đến vì đồng tiền. Đây là chỗ vòng cổ chứ không phải tôi cho anh em nhìn vú Elizabeth đâu nhé. Quill liền lao xuống tầng dưới tìm đồng tiền trong đống đổ nát của đồ đạc. Một viên đạn làm cho cột buồm đổ xuống, nối giữa hai thuyền như dấu hiệu cho lũ cướp biển áo sang bên thuyền kia. Còn Will thì bị kẹt dưới hầm. Hai tên cướp biển xuống hầm chờ thúc súng, giải thuốc, chuẩn bị dẫn nổ con thuyền. Phía Will, đồng vàng đã bị con khỉ của Barbossa lấy mất. Will lao đến nhưng bị cản lại bởi đống đổ nát. Jack đuổi theo con khỉ lấy lại đồng vàng, nhưng Barbossa không cho anh cơ hội. Toàn bộ thủy thủ tàu của Gibbs bị bắt giữ, chiếc thuyền nổ tanh bành. Nhưng Will không chết, anh dùng tính mạng mình uy hiếp Barbossa thả mọi người ra. Barbossa chốt offer, nhưng hắn lại lườn lẹo thả Elizabeth đến hòn đảo hoang cùng với Jack. Và đó cũng chính là hòn đảo mà Jack từng bị Barbossa bỏ rơi. Elizabeth hối thúc Jack tìm cách ra khỏi hòn đảo này, như ông đã từng làm. Còn cái lông thì dài dài mang ra làm bé nốt đi ba. Hóa ra, hòn đảo này là nơi chứa rượu dùm trái phép, và Jack đã xin đi nhờ vào lần trước. Nhưng đội thuyền đã bị Norrington dẹp gọn, nên không còn lối thoát. Elizabeth nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ, tưởng Sasuke, hóa ra là Sakura. Elizabeth nghĩ ra một ý tưởng, cô chuốc say Jack tối hôm đó, rồi đốt tất cả rượu dùm vào sáng hôm sau, làm tín hiệu cho tàu hải quân tới đón. Elizabeth hứa với Norrington sẽ cưới ông, nếu như ông truy đuổi tàu ngọc trai đen. Thế là Norrington dùng cái đầu khác đáp ứng ngay yêu cầu của cô. Trong phòng giam của tàu ngọc trai đen, Will hỏi tên cướp biển về cha của mình. Hắn cũng không hề giấu anh, William Turner, hay Bill ổng ra, là thành viên của tàu, không chấp nhận sự phản bội với Jack. Ông gửi đồng vàng đến cho Will, sau đó bị Barbossa ném xuống vùng biển Davy Jones. Nhưng về sau bọn cướp biển lại cần máu của Bill để giải lời nguyền. Phe hải quân lúc này đến được đảo thần chết. Norrington đồng ý để Jack giữ bọn cướp biển ra. Elizabeth cố cảnh báo rằng bọn cướp biển bất tử, nhưng bị lờ đi. Trong đảo thần chết, Barbossa lần nữa chuẩn bị buổi lễ của mình, nhưng Jack giơ tay đã phát biểu. Anh bảo hải quân đã phong tỏa khu vực này rồi, cướp biển chạy bằng niềm tin, nên là đừng giải lời nguyên vội, lao ra mà đánh nhau trước đã. Barbossa đồng ý, ra lệnh cho đám cướp biển xử lý hải quân. Lợi dụng ánh trăng, đám này bước đi dưới nước một cách ngầu lòi. Chỉ gương mặt thần quen này phải đánh lạc hướng ở phía trên. Cuộc chiến nổ ra trên tàu hải quân và cũng đồng thời nổ ra trong đảo thần chết. Trong lúc đó, Elizabeth lẻn lên tàu ngọc trai đen, giải thoát cho thủy thủ đoàn. Phía Norrington nghe được tiếng chuông cảnh báo, vội vàng quay về thuyền viện trợ. Trận chiến trong đảo thần chết cũng lên tới cao trào. Barbossa đâm thẳng kiếm vào ngực Jack, anh lùi lại phía ánh trăng và hiện cơ thể cũng bị nguyền rủa. Hóa ra Jack đã trộm đi một đồng vàng trong lúc thuyết phục Barbossa, và thế là hai kẻ bất tử la vào đánh nhau tiếp. Barbossa thì chẳng muốn tiếp tục nữa, nhưng vấn đề là thằng nào đầu hàng. Thế là lại đánh nhau. Chuyển đến Elizabeth, cô kêu gọi những thủy thủ tới cứu Will và rồi phải tự chèo thuyền vào đảo thần chết. Với sự trợ giúp của cô, Will đánh bại được mấy tên cướp biển. Anh lao về phía hòm kho báu. Jack ném đồng vàng nhuốm máu của mình về phía Will. Barbossa rút súng chĩa về phía Elizabeth. Tiếng súng nổ vang lên, nhưng là từ súng của Jack. Đúng lúc đó, Will thả hai đồng vàng vào trong hòm, hóa giải lời nguyền của Barbossa, khiến hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cái chết. Những tên cướp biển nhận ra điều này, đều đồng loạt đầu hàng hải quân, chiến thắng được Barbossa. Nhưng Will và Elizabeth phải đối mặt với đám cưới của cô, còn Jack thì đối mặt với việc thủy thủ đoàn bỏ con mẹ nó đi rồi. Ngay treo cổ Jack Sparrow, Will tiến đến trước mặt của Norrington và cha con thống đốc Swan. Anh nhìn vào Elizabeth và nói, Elizabeth mãi mãi là nữ hoàng của anh, rồi lao đến giải cứu Jack, nhưng bị hải quân chặn lại. Elizabeth đứng về phía Will bảo vệ Jack trong tình huống khó xử. Jack nhìn thấy con vẹt của thủy thủ đoàn, thế là anh bắt đầu từng diễn lên một lời từ biệt thật ngầu. Cơ mà chưa kịp nói hết, đã trượt cả mơ nở chân xuống bức tường thành. Rớt xuống vùng nước phía dưới, con tàu ngọc trai đen xuất hiện đón anh. Hết hải tặc rồi, và chúng ta chuyển sang phim Disney. Thiếu tướng Norrington từ bỏ Elizabeth, thống đốc Swan cũng chấp nhận Will. Còn tôi chờ các bạn xem cái này. Và đó là kết thúc của Cướp biển vùng Caribe phần 1. Một lời nguyền biển sâu gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người chúng phải, một con quái vật khổng lồ trong truyền thuyết sẵn sàng nhấm chìm bất kỳ tàu thuyền nào lỡ ngang qua, và một gã chỉ cần nhìn thôi là muốn đem đi hấp bia. Đó là những điều mà Captain Jack Sparrow sẽ phải đối mặt trong phần 2 của series Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest. Tôi là Vui Vẻ, hãy cùng Giang Buồm giữ chắc tay lái và cùng phiêu lưu trong chuyến đại hải trình này. Bộ phim bắt đầu với một đám lính cưỡng súng lên trời phá ngang đám cưới của Will Turner và Elizabeth Swan. Chỉ huy vụ này là Cutler Beckett, chủ tịch công ty thương mại Đông Ấn. Với phương châm bố mẹ ế thì chúng mày đừng có mong hạnh phúc, Beckett ra lệnh bắt giữ Will, Elizabeth và cả James Norrington vì cố tình để Sparrow trốn thoát ở phần 1. Mục đích chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không, hắn gọi cho Will đến, yêu cầu anh đi thương lượng với Jack đổi cái la bàn để lấy sự tự do. Nói một chút về la bàn của Jack, nó là một báu vật của biển cả, dẫn người sở hữu đến với điều họ mong muốn nhất. Tuy nhiên, nếu phản bội la bàn, nó sẽ giải phóng nỗi sợ hãi của bản thân. Với Jack là Salazar ở phần 5, Will đồng ý thỏa thuận với Beckett. Vậy thuyền trưởng Jack Sparrow đang ở đâu? Ngục Azkaban. Sau khi trốn thoát, anh lênh đênh trên những con sóng đưa 2K3 ra đảo xa và đưa bản thân trở về với ngọc trai đen. Các thủy thủ nghi ngờ vận rủi đang đến với Jack, buộc anh phải đưa ra thứ đã lấy được trong tù, bản vẽ của một chiếc chìa khóa. Theo lời Jack nói, đây là chiếc chìa khóa mà ai cũng thèm khát.
mở ra một kho báu vô cùng giá trị. Tôi nghĩ là kỹ năng giao tiếp, vì giao tiếp là chìa khóa. Anh ta lệnh khởi hành, nhưng không biết bản thân đang cần gì, nên là bản không chỉ được hướng đi. Điều này khiến Phan Đình Tùng và Gibbs cực kỳ lo lắng. Trở về phòng, hết rượu, nên Sparrow quyết định xuống tầng hầm để tìm. Tại đây, anh gặp Bootstrap Bill Turner, bố của Will. Ông là thủy thủ của tàu người Hà Lan bay về nước, được thuyền trưởng Davy Jones phái đến để bắt Jack thực hiện thỏa thuận. Trước đây, Jones đã giúp Sparrow mang ngọc trai đen lên từ đáy biển. Đổi lại, anh phải gia nhập thủy thủ đoàn trong vòng 100 năm. Sparrow muốn lật lọng, nhưng Bill lại cảnh báo về The Locker, rồi đặt lên tay anh một lời nguyền. Thủy quái Kraken sẽ truy sát người đội chiếc mũ đen. Quá sợ hãi, Jack lập tức yêu cầu lái thuyền vào đất liền. Con khỉ của Barbossa vứt cái mũ mà anh yêu quý xuống biển. Jack cũng không thèm nhặt lại. Điều này đủ để thấy vị thuyền trưởng của chúng ta sợ đến mức nào. Chiếc mũ được vớt lên bởi một con tàu đánh cá và trong nháy mắt nó bị Kraken đốt gọn. Trở lại với Will, lúc này đang tạm biệt Elizabeth để đi tìm Jack. Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh đã thấy ngọc trai đen nằm phơi hàng trên bờ biển nhưng không còn một ai. Tiến vào khu rừng để tìm kiếm, Will gặp phải tộc ăn thịt người với kỹ năng ẩn thân của du kích Việt Nam, nhận một quỳ của Timo. Anh lịm đi, lơ mơ tỉnh dậy sau cơn mê. Will gặp Jack đang cosplay Master G, lúc này đã trở thành thần linh và được thổ dân tôn thờ. Chúng muốn lột da Will đến chết, nhưng khi nghe được rằng cần cứu Elizabeth, Jack đã ra lệnh nhốt Will lại, rồi nói nhỏ, like video đi. Thực ra, thần linh ở đây sẽ được đem đi nướng mọi, để cả tập cùng ăn. Trong lúc này, Elizabeth được bố thả ra và âm thầm đe dọa Beckett nhằm lấy lại tự do. Cô cảnh báo hắn từ bỏ kho vàng của người Aztec, nhưng thứ Beckett thực sự muốn là chiếc giường tử thần, được mở bởi chìa khóa mà Jack đang đi tìm. Lấy được thứ mình cần, Elizabeth rời đi. Trở lại với hoàng đảo, hai cướp biển Pintail và Raggetti đang định chiếm con tàu ngọc trai đen cho riêng mình. Còn Will thì bị treo lơ lửng cùng với những người khác. Gibbs nói lũ thổ dân sẽ làm thịt Jack khi tiếng trống kết thúc. Không ngồi chờ chết, Jack cố gắng tự cứu lấy bản thân. Anh chui vào trong nhà kiếm đồ để trốn chạy, nhưng vừa mở cửa ra thì lũ thổ dân đã vây kín bên ngoài. Không nói nhiều, Jack bị trở lại đem đi nướng luôn. Ở chỗ Will, mọi người đang vận dụng kiến thức còn lắc đơn trang 36 chương 2 sách giáo khoa vật lý lớp 12 để trốn khỏi cái lồng. Thành công bám vào được vách đá, nhưng lại bị phát hiện bởi một kẻ canh giữ. Thế là hắn chạy về thông báo với dân làng. Jack thừa cơ ra lệnh tất cả đi bắt tù binh, còn mình thì trốn chạy tiếp. Thành công thoát khỏi ngọn lửa chùa, anh cướp con dao từ một đứa bé với ý định cắt dây, nhưng vừa ngẩng đầu lên đối mặt với Jack là Trấn Thành và Trường Giang. Cả hai bắt đầu tấn công bằng trái cây cho đến khi bịt kín đầu cây gậy. Jack liều mạng nhảy qua vách đá tưởng chừng tiếp đất an toàn, nhưng trái cây bảo đéo rồi kéo anh ngã thẳng con mẹ nó xuống dưới. Với triển vọng để thêm nhiều triệu đô cho phần phim tiếp theo, tất nhiên là Jack không chết. Trở lại với Will, lúc này đã leo lên khỏi vách đá, chịu sự truy sát của thổ dân, nhưng cũng may mắn thoát nạn. Cả đám chạy đến chỗ ngọc trai đen, lúc này đã được hạ thủy bởi Pintail và Raggetti. Will nói sẽ không rời đi nếu thiếu Jack, nhưng ngay lập tức thay đổi khi thấy Sparrow đang dẫn theo một bầy người hâm mộ. Cuối cùng, tất cả thành công trốn thoát, còn đám thổ dân chuyển sang đổi theo đĩa thịt cầy. Trên tàu, Jack muốn Will đi tìm chiếc chìa khóa, đổi lại anh sẽ đưa ra chiếc la bàn. Thế là cả nhóm rời biển cả, đến tìm gặp nữ tu sĩ Tia Dharma. Jack đem con khỉ bất tử đổi lấy cách cứu bản thân. Mụ da đen mắt đỏ đồng ý và bắt đầu kể câu chuyện Davy Jones. Hắn yêu một người phụ nữ của biển cả, nhưng không tán nổi nên đau đớn tự cắt trái tim mình ra, giấu vào trong chiếc giường. Do đó, nắm giữ chiếc giường là có thể điều khiển được hắn. Jack yêu cầu Will lên tàu của người Hà Lan, xin chữ ký của ngạn, lấy cắp thùng sữa, cùng với đó là chiếc chìa khóa. Tia Dharma thì đưa cho Jack một lọ đựng cát, tiết lộ Davy Jones chỉ có thể lên đất liền 10 năm một lần, nên bây giờ ở trên cạn là an toàn. Với sự trợ giúp của mấy cái cảng cua, cả nhóm xác định được vị trí của tàu người Hà Lan bay. Will gan dạ một mình đi sang. Tiếc thay, đây chỉ là một con tàu bình thường, người Hà Lan bay đầy gơ. Anh bị đánh ngất bởi thủy thủ đoàn, những kẻ mang hình dáng con người nhưng đặc mùi hải sản. Ngay sau đó, Davy Jones xuất hiện. Hắn đưa ra hai lựa chọn, cái chết hoặc là phục vụ con tàu trong 100 năm. Tới lượt Will, anh nói mình đến trả nợ thay cho Jack Sparrow. Thế là Davy Jones lập tức tè lè lên ngọc trai đen. Sparrow lại lườn lẹo, nói muốn đổi linh hồn Will lấy linh hồn mình. Nhưng Davy không chịu, hắn đòi Jack đột 100 linh hồn trong vòng 3 ngày, tạm ngừng lời nguyền và giữ Will lại làm con tin. Với đống tinh trùng bầy nhầy trên tay, Sparrow biết mình không thể bay đến nơi xa hay lừa gã bạch tuộc được nữa, nên nghe theo lời Gibbs, lái tàu trở về Tortuga. Cùng lúc đó, có một người cũng đang trên đường đến đây. Đó là Elizabeth. Sau khi trốn thoát khỏi Beckett, đã cải trang để lên tàu. Cô giả thần giả quỷ, hướng con tàu đến Tortuga khi nghĩ sẽ gặp Will ở đó. Tại đây, Gibbs bắt đầu tuyển người với vỏ bọc là thủy thủ và gặp lại James Norrington, giờ không khác gì một gã ăn mày. Với sự xuất hiện của một cựu hải quân Anh, cả quán rượu bắt đầu trao gửi yêu thương cho nhau. Mọi việc chỉ kết thúc khi Norrington bị ném vào văn phòng của phép phim. Trở lại với tàu người Hà Lan bay, lúc này Jones ACM đang solo piano mà không có Jack, trong khi Will lao động khổ sai và tình cờ gặp bố mình. Một phút ngỡ ngàng khiến anh lỡ làng đánh rơi khẩu đại bác
vỡ hàng ngũ bên dưới. Davy Jones xuất hiện, yêu cầu trừng phạt Will để tránh những đòn đánh dốc xương từ tên thuyền phó. Bill buộc phải tự ra tay với con trai. Sau đó, bắt đầu tâm sự về cuộc đời, 100 năm làm thủy thủ cho đến khi thành một phần của con tàu. Ông khuyên con trai nên rời đi ngay, nhưng Will từ chối vì còn một chiếc chìa khóa để trộm. Nghe đến ăn trộm, cái tàu kít tỉnh giấc và nói chìa khóa đã được Davy Jones giấu đi. Và đừng đâm trái tim trong chiếc giường, vì đó là nghi lễ để trở thành thuyền trưởng Gen 2 của người Hà Lan bay. Trở lại với Jack, lúc này Elizabeth tìm anh để hỏi tung tích của Will. Rút kinh nghiệm ở phần 1, Jack vội dặn Gibbs cất ngay rượu zoom đi, rồi thú nhận rằng Will đang thay mình ở cùng với Davy Jones. Anh nói cách duy nhất để cứu được Will là thông qua chiếc giường tử thần, nên yêu cầu Elizabeth cầm chiếc la bàn của mình để tìm ra phương hướng. Trong lúc này, trên tàu người Hà Lan bay, Will đang gạ solo Yasuo với Davy Jones, lấy linh hồn mình đổi vị trí của chiếc chìa khóa. Thì ra nó nằm ở trong bộ râu của gã bạch tuộc. Bootstrap cũng tham gia vào lần cá cược này, cố ý để bản thân thua và chấp nhận vĩnh viễn phục vụ tàu để cứu lấy con trai. Biết được vị trí, Will lập tức tìm cách trộm chiếc chìa khóa, hứa sẽ cứu cha mình, rồi thành công trốn thoát lên một con tàu khác. Nhưng Davy Jones đã phát hiện ra, tức tốc đuổi theo. Hắn ra lệnh thả con thủy quái Kraken, chỉ trong thoáng chốc nó nuốt gọn con tàu, những kẻ sống sót bị giết hết, còn Will trốn thành công ngay trước mũi người Hà Lan bay. Gã bạch tuộc biết đây là kế hoạch của Sparrow nên giận dữ đi tìm anh. Trong lúc Jack đang tán tỉnh Elizabeth thì lời nguyền lại hiện lên trên tay. Với chiếc la bàn, cả nhóm lên một hoàng đảo nơi cất giấu chiếc giường tử thần. Davy Jones cũng đã đến đây, cho thuyền vào một vành lác để âm thầm tiếp cận. Jack tìm được chiếc giường, nghe thấy bên trong là bạc phận và sóng gió, cùng với đó là nhịp đập của một trái tim. Will lúc này cũng lên đảo, bắt đầu tranh giành báu vật. Jack muốn lấy chiếc giường để tự cứu bản thân, Will thì muốn giải thoát cho bố mình. Còn Norrington muốn đem về nộp cho Beckett, hòng lấy lại cuộc sống đã mất. Thế là ba người bắt đầu đấu kiếm, trong khi Pintel và Raggetti ôm cái giường chạy mất. Cùng lúc đó, đám thủy thủ của người Hà Lan bay đi lên bờ với mục đích tương tự. Lợi dụng lúc Norrington và Will đấu kiếm mà không cần dùng đến dầu ăn, Jack nhẹ nhàng cầm chiếc chìa khóa trốn mất. Ở đây cũng không nhẹ nhàng lắm khi mà ngã con mẹ nó xuống phái cổ mộ. Nhưng mà vừa mới đứng lên, Jack lại bị cuốn vào trận chiến của hai người kia, rồi ngất luôn, phế vai đái. Phía bên này, lũ thủy thủ quái vật đuổi theo cái giường và nhanh chóng chiếm được ưu thế. Jack tỉnh dậy, trở lại với cuộc vui. Sau một hồi đánh nhau, anh khôn khéo có được cả hai báu vật, giấu quả tim vào người, rồi tiếp tục chạy trốn. Đến được thuyền, anh vội vã vùi nó vào trong lọ đựng cát. Lúc này, Will và Norrington trở lại bãi biển khi đang chạy trốn một mình. Norrington vô tình tìm được quả tim mà Jack đã giấu. Hắn ôm thêm cái giường, nói là dụ đám quái vật để nhóm Elizabeth có thời gian tẩu thoát. Jack nghĩ mình đã sở hữu quả tim nên nhanh chóng chuồn đi. Trở lại tàu ngọc trai đen, dương dương tự đắc đối diện với cả bạch tuộc. Nhưng sau một cú ngã, Jack chỉ thấy đầu chỉ đếch thấy quả tim đâu, thì Norrington trộm mất rồi còn đâu. Davy Jones ra lệnh cho Kraken tấn công. Jack dũng cảm chiến đấu bằng cách rút lui một mình. Tuy nhiên, với chiếc la bàn, anh nhận ra điều mình mong muốn nhất chính là ngọc trái đen. Lúc này ở trên tàu, Will tập trung hết thuốc nổ vào một chỗ để tặng cho con Kraken. Elizabeth chưa kịp bắn thì Jack đã quay trở lại. Viên GD bay ra, kéo theo một vụ nổ lớn, khiến Kraken tạm thời bị đẩy lui. Bên con thủy quái sẽ sớm trả thù, mọi người quyết định bỏ tàu. Elizabeth dùng mỹ nhân kế khóa Jack lại cùng với ngọc trái đen vì quái vật chỉ đuổi theo mình anh. Cô nói dối rằng Jack ở lại cầu giờ để cho mọi người có cơ hội chạy, rồi yêu cầu rời đi. Phía bên này, thuyền trưởng không dùng móc dệt thủy quái mà cầm kiếm Doran đối đầu với Kraken, nên bị kéo xuống một nơi gọi là The Locker. Trên tàu người Hà Lan bay, Davy Jones đau đớn và tức giận khi trái tim không còn nằm trong chiếc giường. Nó đã bị Norrington giao cho Beckett mở ra quyền năng thống trị biển cả. Còn nhóm Will trở về với Tia Dama, đau xót nhớ về Captain Jack Sparrow. Tia Dama nói có thể tìm được Jack bằng cách đi đến The Locker, tận cùng của thế giới. Để làm được điều đó, họ cần gặp một người trở về từ cõi chết. Leonardo DiCaprio? Không, là thuyền trưởng Barbossa. After credit được gói gọn bằng 4 chữ: chó quyền lên ngôi. Hết phần 2. Cuối phần 2 của Cướp biển vùng Caribe, trái tim của Davy Jones đã thuộc về Cutler Beckett. Và nếu bạn kiểu, ôi rồi ôi, phim đam mỹ à, thì hãy xem ngay recap dài về phần 2 của bọn mình, link ở dưới phần mô tả. Giờ thì tôi là vui vẻ, và đây là phần 3, Cướp biển vùng Caribe, tận cùng thế giới. Nắm giữ mạng sống Davy Jones trong tay, Cutler ép hắn tấn công các con tàu hải tặc và ra lệnh treo cổ bất kỳ kẻ nào có liên quan đến cướp biển. Chính sách thả giết nhầm còn hơn bỏ sót này đã liên lụy đến vô số người. Đối mặt với cái chết, một cậu bé cầm một đồng 8, đồng tiền quốc tế được sử dụng bấy giờ, và cất lên bài hát Cầm số 8 chiếc tay anh. Hôm nay chúng giải anh đi đâu? Đi giải pháp trưởng chứ còn đi đâu?
một người, rồi tất cả hát theo cậu bé. Thế vậy, một hải quân chạy đến báo cho Cutler, nhưng bài hát chính là thông điệp mà hắn muốn gửi đến giới hải tặc. Với mục đích gì? Tí biết. Còn bây giờ, tại vùng biển Singapore, Elizabeth và thuyền trưởng Barbossa, người sống lại ở phần 2, đang đe dọa anh người nước ngoài này, buộc anh phải dẫn họ đi gặp ông chủ. Cùng lúc đó, một nhóm thuyền viên lặng lẽ tiếp cận ở phía dưới theo đường nước. Ba thầy Tiadama thì đẩy một chiếc xe phát nhạc, che giấu tiếng động cho nhóm thuyền viên phá cửa sắt dưới cống. Phía trên, Barbossa và Elizabeth phải giao nộp hết vũ khí trước khi vào phòng sông hơi gặp Shao Feng, kẻ thống trị biển Singapore. Barbossa đến để thuê tàu và thuyền viên của Shao Feng, nhưng Shao Feng đã biết rằng Barbossa đang muốn lừa mình, vì ông đã bắt được Will khi đang cố trộm bản đồ đến cửa tử của Shao Feng. Nếu các bạn thắc mắc thì cửa tử là nơi dẫn đến cõi chết. Hắn tức giận nhưng muốn biết tại sao Barbossa lại muốn đến cửa tử. Barbossa ném cho Shao Feng một đồng tám đại diện cho hội Brethren và nói rằng bài hát của cướp biển đã được cất lên trong sự tuyệt vọng của những kẻ bị cắt lờ treo cổ. Và đó là dấu hiệu cho hội Brethren phải được triệu tập, nhưng phải có đủ 9 đồng tám của 9 thống lĩnh để tổ chức cuộc họp. 9 thống lĩnh bao gồm Jack Sparrow, mà Jack đã chết, chưa kịp chuyển lại đồng tám của mình cho người kế nhiệm, nên anh phải được cứu ra từ cõi chết. Đương bàn bạc thì hải quân ập đến, chiến đấu nổ ra, những thuyền viên phía dưới dẫn nổ sàn, leo lên hỗ trợ. Trong sự hỗn loạn, Shao Feng bắt lấy Will khi phát hiện ra anh theo phe Beckett. Nhưng Will đe dọa ngược lại vì ô dù anh to, rồi thành công lấy được thuyền viên đoàn và tấm bản đồ và cùng mọi người lên thuyền thoát đi. Hôm sau, tin tức về cuộc gặp mặt Shao Feng truyền đến tai Cutler, nhưng hắn lại không biết hội Brethren được họp ở đâu cả. Lúc này, đô đốc Norrington bước vào, anh được Cutler tin tưởng trao lại thanh kiếm cũ cùng với nhiệm vụ tiêu diệt hội Brethren. Trong lúc này, thuyền của Barbossa tiếp tục cuộc hành trình giải cứu Jack, tiến tới vùng lạnh giá cùng cực. Thuyền viên đoàn cằn nhằn hỏi tại sao không hồi sinh Jack mẹ Ellie bày đặt đi cứu. Tia giận dữ giải thích rằng biên kịch phim đéo phải người Hàn Quốc và Jack thì bị đánh mất cả linh hồn và thể xác nên không thể hồi sinh được. Will thì loay hoay tìm cách hiểu được tấm bản đồ dẫn tới cửa tử. Với lời chỉ dẫn, vượt qua vành đai một lần nữa, mặt trời mọc, tia chớp xanh. Will hỏi Barbossa, tận cùng của thế giới, anh có biết là gì không? Barbossa bảo Gibbs giải thích về tia chớp xanh, thứ xuất hiện trên bầu trời khi hoàng hôn buông xuống, báo hiệu một linh hồn quay lại từ cõi chết. Nghe xong, Will vẫn đéo hiểu gì cả. Tôi cũng thế. Xong Barbossa chốt lại rằng, đi xuống địa ngục thì đếch có dễ, có ích vờ lơ bro. Lúc này, Davy Jones đang dùng xúc tu trên đàn organ, trong khi tâm trí thì nhớ về thứ đàn khác, đàn bà. Thì hải quân tràn lên tàu của người Hà Lan bay, Cutler mang chiếc giường chứa trái tim của Davy Jones đặt ngay trên tàu của hắn, ra lệnh cho quân lính sẵn sàng nổ súng nếu có bất kỳ dấu hiệu bất tuân nào của tên thuyền trưởng. Quay lại tàu của Barbossa, Will tới bên Elizabeth, anh muốn xóa đi sự lạnh lùng giữa hai người suốt thời gian qua. Elizabeth thì nói rằng cô sẽ bình thường lại sau khi cứu được Jack rồi sau đó bỏ đi. Tia bất ngờ đi đến, lại cho anh một lời khuyên khó hiểu, anh sẽ phải trả giá cho thứ anh muốn nhất. Will bỏ qua Tia, chạy vội về phía Barbossa vì con thuyền đang lao đến một thác nước khổng lồ, nhưng Barbossa lại lệnh cho con tàu tiếp tục di chuyển, lao xuống khoảng không vô tận. Lúc này, cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại Jack Sparrow, đang ở cõi chết, người đã bị Kraken nốt chừng ở phần 2. Nhưng Jack lại bị Jack bắn chết vì tranh giành một miếng đậu phộng. Jack là thuyền trưởng của con tàu toàn Jack, Jack Captain, Jack bị bắn chết, Jack ma, Jack giết người, Jack the Ripper. Cơ mà hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng. Jack nhảy ra khỏi con tàu, vùng đất xung quanh anh chỉ toàn một màu trắng tinh. Anh mòn mỏi đi tìm gió để ghép với sóng và hoàn thành hit của mình, nhưng thứ anh tìm thấy chỉ là một hòn đá màu trắng. Jack ném hòn đá đi mà chẳng hề nghĩ suy. Đi được vài bước, anh lại nhìn thấy một hòn đá y hệt. Thế là Jack quyết định phân biệt hai hòn đá mất nhãn bằng cách lè lưỡi liếm thử. Chẳng có gì khác biệt, anh lại quăng nó đi. Hòn đá lăn lộn biến hình thành một con cu. Wow, tưởng phim Disney dính nước bọt của nhân vật chính thì hòn đá biến thành công chúa chứ. Cua nhìn thấy Jack đang cố gắng kéo thuyền trong vô vọng, bèn quay lại gọi cả lò nó ra để phóng lợn vào mồm cái thằng vừa mở lem xong đã ném mình đi. Xin lỗi, nhầm. Để di chuyển con thuyền hộ Jack. Lúc này nhóm tìm kiếm Jack bị đánh giạt vào bờ. Barbossa thì khẳng định chắc chắn rằng Jack đang ở chỗ này. Không có ai để ý rằng có những con cua bò vào trong váy của Tia. Chiếc thuyền ngọc trai đen bất ngờ xuất hiện ở cuối chân trời cùng Jack. Con thuyền lao thẳng xuống biển nhờ sự trợ giúp của đàn cua, có lẽ do Tia điều khiển. Mọi người vui mừng lao đến chào đón anh. Jack thì lại tưởng họ chỉ là những ảo ảnh trong đầu mình, nhưng Elizabeth làm anh nhận ra mọi người là thật. Chắc là do sóng đánh trôi lớp trang điểm, chứ Jack mà tưởng tượng thì chỉ có bản full option váy vóc son phấn thôi. Cả hội giải thích tình hình hiện tại và mong Jack quay lại. Anh đồng ý nhưng sẽ bỏ lại mấy kẻ từng cố gắng giết mình và kẻ giết mình. Bây giờ Will mới biết rằng chính Elizabeth đã giết Jack, nhưng Jack phát hiện ra chiếc la bàn của mình không hoạt động ở đây mà tấm bản đồ thì lại nằm trong tay Barbossa, nên Jack đành đồng ý để cho nhóm Barbossa lên thuyền. Will lại tìm đến Elizabeth một lần nữa với hy vọng làm lành vì Jack đã được cứu theo lời Elizabeth nói lúc trước, nhưng vì những bí mật mà cả hai không dám nói đã khiến hai người mất niềm tin vào nhau và không thể bình thường được. Elizabeth một lần nữa lại bỏ đi. Màn đêm buông xuống,
xuống, con tàu bắt gặp linh hồn người chết trôi nổi trên mặt biển. Thấy các thuyền viên định làm thử thách ném pháo xuống biển để xem như nào, Tia đành giải thích rằng những linh hồn này là nhiệm vụ của Davy Jones. Nữ thần Calypso đã bắt Davy 10 năm chuyển linh hồn người chết trên biển sang thế giới bên kia để đổi lấy một ngày lên bờ, ngày mà hắn được ở bên người phụ nữ mình yêu. Tia vừa nói, vừa vuốt ve chiếc vòng cổ giống y hệt của Davy Jones. Lúc này, những linh hồn tư bản đến vì chúng nó được ngồi thuyền. Elizabeth ngỡ ngàng khi nhận ra cha mình cũng ở trong số họ. Cha cô cảnh báo về trái tim của Davy Jones, nếu ai đâm nó thì sẽ phải thế chỗ trái tim mình làm thuyền trưởng của tàu hải lan bay. Elizabeth cố gắng cứu cha, nhưng cha cô thì chỉ thanh thản lướt qua con tàu. Con tàu tiếp tục trôi dạt đến hoàng hôn ngày hôm sau. Nếu họ không thoát được trước trời tối thì sẽ kẹt ở đây mãi mãi. Jack mò mẫm tấm bản đồ để tìm lối thoát, nhưng dòng chữ lên là xuống khiến anh khó hiểu, vì theo anh lên là phải lên luôn. Nhưng tâm trí Jack còn đang bận bịu giữa việc trở thành thuyền trưởng bất tử của tàu hải lan bay nhưng 10 năm mới được lên bờ một lần, và việc có thể lên bờ uống rượu thỏa thích nhưng không bất tử. Cơ mà cái khó lo cái khôn. Anh tự dưng hiểu ra lời chỉ dẫn của tấm bản đồ, sau đó đột nhiên chạy qua lại giữa hai bên mạn thuyền. Những người khác tò mò chạy theo anh, con tàu chao đảo theo nhịp chạy của mọi người. Barbossa ngay lập tức hiểu ý của Jack, ra lệnh thả trôi tự do những khẩu đại bác và thùng rượu. Dưới sự hiệp lực của mọi người, con tàu hoàn toàn lật ngược lại. Đúng thời khắc mặt trời lặn xuống, tia chớp xanh phóng ngược lên bầu trời, con thuyền đột ngột nổi thẳng lên mặt nước, quay về thế giới thực. Phía chân trời, bình minh ló dạng, còn ở thuyền, tất cả mọi người đột nhiên rút súng ra đe dọa nhau. Barbossa và mọi người thuyết phục Jack tham gia cuộc họp Brethren tại Shipwreck Cove. Jack không thích thế vì anh đã lừa gần hết mấy tay thống lĩnh, nhưng mấy khẩu súng thì đã thành súng phun nước nên cuộc tranh cãi đành kết thúc và mọi người chuyển sang tìm kiếm vật tư bổ sung cho con thuyền trên hòn đảo gần đó. Tại nơi này, họ bắt gặp xác của Kraken đã bị Davy giết chết. Jack bị ấn tượng mạnh với những gì mà Cutler có thể bắt Davy Jones thực hiện, do đó anh chấp nhận triệu tập hội Brethren. Lúc này, tàu của công ty hàng hải Đông Ấn tới, những kẻ được thuê từ Shaofeng đột nhiên làm phản. Hóa ra, Shaofeng đã quyết định đi theo Cutler, và kẻ dẫn hắn đến chính là Will. Anh phản bội vì cần chiếc ngọc trai đen để đánh lại tàu người hải lần bay giải cứu cha mình. Jack bị đưa đến gặp Cutler, hắn muốn thông tin của hội Brethren từ Jack, và Jack làm một thỏa thuận rằng anh sẽ dụ cướp biển ở Brethren ra cho Cutler tấn công. Ở trên thuyền, Will bị Shaofeng hất mất chiếc thuyền ngọc trai đen. Cơ mà Shaofeng lại bị công ty chấn lột ngay con tàu, quê thế nhở. Barbossa nắm cơ hội lôi kéo Shaofeng, thuyết phục hắn quay lại vì hội Brethren có sự trợ giúp của nữ thần Calypso đang bị phong ấn bởi một con người. Shaofeng đánh mắt kỳ lạ về hướng Elizabeth. Barbossa thì muốn thả nữ thần này ra hỗ trợ họ. Shaofeng đồng ý với yêu cầu được giữ Elizabeth làm con tin. Cô lại chấp thuận mặc cho Will ngăn cản. Shaofeng và Barbossa ngay lập tức tấn công tàu công ty. Jack quay lại tàu ngọc trai đen và điều đầu tiên anh làm là ra lệnh giam giữ ngay lập tức Will. Cutler lệnh cho Davy Jones đuổi theo tàu Shaofeng, còn mình đuổi theo tàu ngọc trai đen. Nhưng cột bổng chính của tàu đã bị đổ gãy sau vụ tấn công, để cho tàu ngọc trai đen thoát đi một cách dễ dàng. Tại tàu của Shaofeng, ông giữ Elizabeth vì lầm tưởng rằng cô là Calypso, vì vậy Elizabeth cũng tự nhận mình là nữ thần mẹ nó luôn. Shaofeng lao tới đòi nụ hôn của nữ thần, nhưng được nhận lại hẳn một viên đại bác. Thuyền của người hải lần bay bắt đầu tấn công con tàu. Shaofeng hấp hối trao loại đồng tám của mình cho Elizabeth, biến cô trở thành thủ lĩnh vùng biển Singapore. Thuyền viên nhanh chóng thất bại trước người hải lan bay trong sự chỉ huy của đô đốc Norrington. Khi biết được anh đã chọn phe Cutler, Elizabeth ngay lập tức lạnh nhạt với Norrington và bị giam dưới ngục của tàu người hải lan bay cùng thuyền viên. Tại đây, Elizabeth gặp được Bill ủng ra, cha của Will, kẻ bây giờ đã trở thành một phần của con thuyền sau khi thua cược cả đời với Davy. Lúc này cô mới biết Will muốn giết Davy để cứu cha mình, nhưng anh sẽ phải đối mặt với việc trở thành thuyền trưởng tàu hải lan bay và không được ở bên cô, hoặc là Bill sẽ mãi mãi chịu lời nguyền. Lúc này, Will thì đang thả những chiếc thùng cùng với xác hải quân xuống biển, giống như là những chiếc lồng vịt của Mỹ Châu dẫn đường cho công ty. Jack nhanh chóng phát hiện ra, không hề trách móc mà đề nghị với Will để cho mình đâm vào trái tim của Davy Jones. Trong khi Will còn đang lưỡng lự, Jack đều Will trước la bàn và triệu hồi hơi thở của sự không đánh răng suốt 3 phần phim, khiến Will bổ ngửa xuống biển. Anh đành phải níu vào chiếc thùng bục xác chết lênh đênh trên biển, quay lại tàu người hải lan bay. Norrington mở cửa tù, giải thoát cho Elizabeth và thuyền viên. Bill phát hiện ra chuyện này, nhưng do sự kiểm soát của con tàu, đã tiến tới đâm chết Norrington. Nhưng anh kịp thời bắn đứt dây thừng nối hai tàu công ty với tàu Shaofeng, tạo điều kiện cho Elizabeth và người của mình thoát thân. Norrington chết khiến thuyền viên tàu hải lan bay có ý định nổi dậy, nhưng hải quân một mực chĩa súng vào trái tim của Davy, khiến Davy phải nhượng bộ. Tàu ngọc trai đen lúc này vừa đến đảo Shipwreck thì Barbossa và Tia nổ ra tranh cãi. Hóa ra Tia mới chính là nữ thần Calypso. Thì cũng công nhận là ai cũng đoán ra là bà này rồi, cả phim mỗi mình bà này có phép thuật. Bà chính là người hồi sinh Barbossa và yêu cầu hắn tìm cách giải phóng bấn cho mình, vì chính 9 thống lĩnh đã dùng những đồng tám của mình phong ấn nữ thần và cần phải đủ 9 đồng tám để phá giải nó. Barbossa thấy khó chịu với Tia, ra lệnh giam cô dưới ngục. Lúc này, Davy đã bị Cutler triệu tập đến tổng công ty và bữa tiệc trà có cả sự góp mặt của Will, người đã được công ty vớt lên. Davy bây giờ mới biết tin Jack Sparrow đã sống lại. Hắn bực bội chất vấn Cutler, nhưng Cutler thì hỏi ngược lại hắn về Calypso. Sự bối rối hiện rõ lên từng cái xúc tu của Davy. Hắn nói Calypso
là nữ thần tồi tệ thích hành hạ kẻ khác, và chính hắn là kẻ bày cách phỏng vấn Calypso cho hội Brethren. Will nhạy bén nhận ra Davy yêu Calypso. Davy đe dọa Will cẩn thận với hàm răng của mình, nhưng anh cứng rắn đòi ông trả tự do cho Bill. Đồng thời Cutler phải bảo vệ mình và Elizabeth. Đánh đổi lại, anh sẽ đưa tất cả đến Shipwreck bằng chiếc la bàn của Jack Sparrow. Tại Shipwreck Cove, hội Brethren được tập hợp. Abosa yêu cầu các thống lĩnh đưa chứng minh nhân dân hay là các đồng tám, thực chất là các món đồ của những vị thủ lĩnh đầu tiên có sẵn trong túi. Trên lúc đấy nghèo làm đất thì có đồng tiền nào? Jack từ chối đưa ra đồng tám của mình vì chín vị thống lĩnh vẫn thiếu vị trí của Shao Feng. Đúng lúc này, Elizabeth đến, thông báo Shao Feng đã chết và truyền lại đồng tám cho mình, đồng thời tiết lộ kế hoạch tấn công nơi này của Cutler. Cô đành thép đề nghị chiến đấu những các bộ lão hội nghị diên hồng, nhưng được ăn kèm tràng tiền và một tràng cười vào mặt. Chúng không tin hải quân sẽ phá được lớp phòng thủ của Shipwreck Cove thì cớ gì phải đánh nhau. Barbossa thuyết phục mọi người thả nữ thần Calypso để nàng trợ giúp đánh kẻ địch. Lần này thì không ai cười mà đòi thiến luôn Barbossa, nhưng cũng có kẻ ủng hộ ông, và thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra. Lúc này trong nhà giam tổng ngục chai đen, Tia đang ngồi nghe bản nhạc từ chiếc vòng cổ thì phát hiện ra Davy Jones đến thăm cô. Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tính, một tấm chân tính hay một thằng xin chúa? Tia hứa sẽ trao trái tim mình cho Davy khi đã thoát ra, và sẽ hủy diệt hội Brethren vì đã phòng ẩn mụ. Trong lúc đó, cuộc họp của hội Brethren vẫn đang nát bét. Barbossa nổ một phát súng khiến mọi người tạm thời dừng đánh nhau. Sau đó, Jack thuyết phục những người khác phải ứng chiến theo Elizabeth. Barbossa không chấp thuận vì kẻ có quyền tuyên chiến chỉ có thể là vua hải tặc, mà vua hải tặc thì đang lang thang ở Wano. Ông yêu cầu gặp người giữ luật để chứng minh điều mình nói, đó là thuyền trưởng Twig, chính là cha của Jack Sparrow. Ông mở ra quyển luật hàng hải sửa đổi bổ sung năm 2015, tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và đồng ý với Barbossa. Nhưng vua hải tặc thì vẫn không thể chọn ra vì nó là một cuộc bỏ phiếu công khai mà chẳng thống lĩnh nào bầu cho ai khác ngoài mình. Jack yêu cầu mở cuộc bỏ phiếu ngay lập tức. Đương nhiên các thống lĩnh vẫn chỉ tự bầu cho bản thân, trừ Jack thì bầu cho Elizabeth, và thế là Elizabeth trở thành vua hải tặc trong sự ngỡ ngàng. Hết phim One Piece. Yeah! Elizabeth ngay lập tức ra lệnh tuyên chiến với hải quân, và những con tàu cướp biển nhanh chóng sẵn sàng chiến đấu. Chiếc thuyền hải quân xuất hiện trong tầm mắt, chiến ý lũ cướp biển dâng lên cao rồi lại dập tắt vì đĩ mẹ nó mấy cái thuyền phía sau đi chậm giờ nó mới hiện ra. Jack gượng cười, đang chuyển sang phương án thương lượng. Hai bên gặp nhau ở một hòn đảo nhỏ. Bây giờ Jack mới lộ ra cuộc trao đổi với Cutler. Elizabeth không để ý điều đó mà đề nghị Cutler và Davy lấy Jack, còn Will đi theo cô. Barbossa giả vờ giận dữ, chém đứt đồng tám treo trên trán Jack rồi mới để Jack đi về phía địch, và tất nhiên là đồng nghĩa với việc đi vào phòng giam. Phía Barbossa đã sẵn sàng giải phóng cho nữ thần Calypso bằng câu thần chú. Hình như anh chiều em quá rồi nên em hư đúng không? Câu thần chú nếu đọc đúng giọng điệu của người tình với nhau thì sẽ khiến ngọn lửa bùng lên, đốt cháy các đồng tám và giải phóng ấn. Nhưng khi Barbossa thử đạp câu thần chú thì đếch có gì xảy ra cả. Một tên cướp biển liền đến thử, hắn hóa thân thành khoa vương, thi thầm vào tai Kia khiến cô nứng vỡ lở. Ngọn lửa bốc lên, đốt cháy những đồng tám. Tia hít lấy hít để làn khói bốc lên. Đáng phê thì Will lao tới, không phải để chia sẻ sự đê mê với Tia, mà để nói kẻ đã truyền cách phong ấn mụ cho hội Brethren, Davy Jones. Tia đau khổ khi biết được sự thật, mụ khổng lồ hóa, trở thành nữ thần Calypso, cơ mà hình như cái đầu hơi to. Tất cả thuyền viên quỳ xuống trước mặt nữ thần. Barbossa cầu xin Calypso trút sự tức giận lên kẻ địch, nhưng Calypso nói gì đó với vẻ vô cùng tức giận và hóa thành hàng ngàn con cua bỏ đi. Mọi người chìm trong sự thất vọng. Lúc này Elizabeth đứng lên phát biểu một bài hùng hồn, gợi lên tinh thần chiến đấu của những tên cướp biển. Phía tàu của người Hà Lan bay cũng không hề sợ hãi ứng chiến. Davy Jones chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời chuyển thành xám xịt. Nữ thần Calypso đã tạo nên một cơn bão và một xoáy nước khổng lồ. Cả hai phe đều không do dự lao vào xoáy nước. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Cuối cùng thì cũng bắt đầu lầu vã cả lìn. Lúc này, Jack cũng thoát được khỏi ngục giam của tàu Hà Lan bay, tiến tới cướp chiếc hộp của Davy. Trong khi Davy cướp lại được chiếc chìa khóa từ tay công ty và kẻ trí lớn gặp nhau, Jack lợi dụng khẩu đại bác để bay lên cột buồm. Cơ mà Davy Jones dùng siêu năng lực, ngay lập tức đuổi kịp. Cuộc chiến giữa hai kẻ điên diễn ra đầy khốc liệt. Giữa trận chiến căng thẳng, Will cầu hôn Elizabeth một lần nữa và nhờ bà Bosa làm chủ hôn cho họ, và thế là hôn lễ bạo lực nhất được diễn ra. Sau đó, Will chạy sang tàu của người Hà Lan bay, anh tóm lấy chiếc giường chạy đi. Nhưng Bill dưới sự kiểm soát của tàu Hà Lan bay ngăn anh lại. Jack thì tiếp tục chiến đấu với Davy. Davy vừa hạ được Jack thì Elizabeth lại lao tới, tạo khoảng trống cho Jack lấy chiếc chìa khóa từ cái xúc tu bị đứt. Will hạ gục được Bill. Cùng lúc Elizabeth bị Davy đánh bại, anh chạy đến dùng kiếm đâm vào lồng ngực Davy, nhưng hắn chẳng bị làm sao cả, thậm chí quay ngược lại hạ gục Will. Lúc này Jack đã nắm được trái tim của Davy. Davy là một kẻ phản diện không nhiều lời, đâm thẳng vào ngực Will. Điều này khiến Jack cực kỳ do dự. Nhìn Will đang hấp hối, Bill chợt nhận ra con trai. Ông giận dữ lao đến tấn công Davy Jones, tạo điều kiện cho Jack do dự tiếp. Và cuối cùng anh đưa ra quyết định để Will là người đâm vào trái tim. Davy Jones tử trận. Thuyền viên tập Hà Lan bay xuống lấy Will, lấy tim của anh thay thế cho Davy. Jack lúc này kéo Elizabeth chuyển từ tàu thuyền sang tàu lượn. Hai người quay lại tổng ngọc chai đen và chờ đợi. Trong
lúc đó, thuyền của công ty lao đến, nhưng Jack vẫn chỉ chờ đợi. Bỗng nhiên, phía chân trời, tàu người Hà Lan bay phá biển lao lên mặt nước. Tất cả thuyền viên quay về bình thường, và thuyền trưởng mới của chúng là Will Turner. Hai con tàu kẹp tàu của công ty lại, đánh chìm công ty hàng hải Đông Ấn. Hạm đội hải quân thấy vậy, liền quay đầu bỏ trốn. Phe hải tặc toàn thắng. Will trao lại chiếc giường chứa trái tim của mình cho Elizabeth, rồi lên đường làm nhiệm vụ của một thuyền trưởng. Quay lại với Jack Sparrow, anh một lần nữa bị thuyền ngọc trai đen bỏ lại. Do Barbossa muốn một mình đi tìm nguồn suối hồi sinh, nhưng tấm hải đồ đã bị Jack quét đi phần quan trọng nhất. Vì thế, Jack Sparrow một lần nữa giăng buồm ra khơi, bắt đầu một hành trình mới. Trong after credit, Elizabeth dẫn con đi ra mỏm đá chờ chồng, hóa thành hòn vọng phu tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay. Hết phim. Trong đêm tối, hai cư dân đang đánh cá ngoài xa, cơ mà họ lại vớt lên được một kẻ kỳ lạ và vẫn còn sống. Đấy, năm xưa Tần Thủy Hoàng mà sang trời Âu làm cướp biển thì khéo bất tử thật. Hai ngư dân vội vàng đánh xe về lâu đài người Tây Ban Nha, mang theo kẻ họ vớt được dâng lên cho vị vua xứ này. Kẻ được vớt lên không mừng nhắc đến Ponce de Leon, manh mối dẫn đến suối nguồn tươi trẻ. Nắm được thông tin, vua xứ Tây Ban Nha lập tức ra lệnh thuộc hạ khởi hành. Và đó là cướp biển vùng Caribe phần 4, suối nguồn tươi trẻ. Tại London, Anh Quốc, Gibbs phải ra hầu tòa với cái tên Jack Sparrow. Đương nhiên là do mấy thằng này bắt nhầm. Và người dân thì háo hức để xem người treo cổ sang vùng vẫy bầm tím kiểu gì. Nhưng thật bất ngờ vì chủ tọa lại là Logie. Nhưng thật bất ngờ vì chủ tọa lại là Jack Sparrow. Anh tuyên án trung thân cho Gibbs, rồi cởi bỏ lớp hóa trang, trả lại cho thẩm phán thật. Sau đó, lần lên xe tù cùng với Gibbs. Trước đó, Jack đã mua chuộc tay lái xe để hắn thả mình ở ngoại ô. Cảm giác mọi chuyện đã ổn, cả hai vui vẻ ngồi tán dóc. Gibbs kể rằng mình được nghe Jack tuyển thành viên ở London, nhưng Jack khẳng định đấy là imposter và anh có dự định lừa thuyền và thuyền viên của hắn. Xe dừng lại, thì bất ngờ chưa? Hải quân hoàng gia Anh đã đứng đầy ở ngoài, lôi Jack đi như con cún và xích vào một chiếc ghế trong một căn phòng hoàng gia. Nhạc nổi lên, vua Anh Quốc tiến vào. Vị vua này đang tìm kiếm Jack Sparrow và không tin kẻ trước mặt là người thật vì Jack Sparrow tóc đen chứ không phải vàng. Jack vung vẩy cánh tay để giải thích, nhưng tiếng xích làm vị vua khó chịu nên đã ra lệnh cởi khóa. Ông vua cần Jack để tìm suối nguồn, không phải để trường sinh bất lão mà vì không muốn thua Tây Ban Nha. Phi tàu của Tây Ban Nha đã nhanh chân đi trước ở đầu phim, nên Jack, người được đồn là đã từng đến đó, được vị vua tin tưởng ra nhiệm vụ dẫn đường cho hải quân Anh. Dưới sự chỉ huy của Barbossa, đã chuyển ngành từ hải tặc thành hải quân, nay đã mất đi một chân và cả tàu ngọc trái đen. Jack tức giận vì Barbossa không bảo vệ được con tàu, quyết định không màn bạc thiệp nữa và thoát khỏi căn phòng, lợi dụng giao thông và các ngõ ngách, thành công thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính, rồi bất ngờ gặp lại cha mình và được tiết lộ rằng để sử dụng suối nguồn tươi trẻ, phải tìm được hai chiếc cốc bạc trên con tàu của Ponce de Leon và thực hiện một nghi thức đặc biệt. Anh cần một con tàu để ra khơi, và thật tình cờ, quán rượu này là nơi mà Jack giả mạo tuyển thành viên. Jack thật quyết định đi vào để vạch trần kẻ giả mạo. Một hình bóng nà ná Jack xuất hiện, cả hai lao vào chiến đấu. Và để dễ phân biệt một xíu, tôi xin phép gọi Jack giả mạo là J97. Jack 97 có phong cách, khả năng chiến đấu và ứng biến gần giống hàng thật. Nhưng Jack đã nhận ra J97 là cây ICM, đè chính mình giả hồn và phát hiện kẻ giả mạo là Angelica, người tình cũ của Jack. Mục đích của cô cũng là suối nguồn tươi trẻ. Lính hoàng gia ập tới, ép Angelica và Jack phải nhảy xuống biển, bơi đến một nơi cách xa. Tại đây, Jack bị bắn thuốc mê bởi người của Angelica. Cùng lúc đó, Gibbs bị giải đến pháp trường và bị bà Bosa ép đưa ra vị trí của Jack. Nhưng Gibbs có phải là crab đâu. Bà Bosa muốn lắm nhưng không thể giết Gibbs, vì ông là người duy nhất ngoài Jack biết đường tới suối nguồn sau khi đã học thuộc và đốt bản đồ. Sáng hôm sau, Jack tỉnh lại, thấy mình là thuyền viên trên con tàu mang tên Sự Trả Thù Của Nữ Hoàng Anne, đang được chỉ huy bởi Dâu Đen. Những tên quản đốc trên thuyền đều bị zombie hóa, ngu nhưng bất tử. Quất buồm thì trói một nhà truyền đạo do chúng bắt được, được tha chết vì Angelica, con gái thuyền trưởng cầu xin cho. Jack tiếp cận cô, Angelica nói đã lừa Dâu Đen mình là con gái hắn. Tên cướp biển thì đang đi tìm kiếm suối nguồn vì bị tiên tri rằng sẽ chết trong 2 tuần nữa bởi kẻ một chân. Jack quyết định tin vào lời nói của Angelica. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, Jack tụ tập được một nhóm thuyền viên. Cả bọn khẳng định chưa bao giờ gặp được Dâu Đen trên thuyền. Thế vậy, Jack lừa cả bọn rằng đây không phải con tàu của Dâu Đen. Suối các thuyền viên nổi loạn và cuộc chiến nổ ra. Do bị áp đảo số lượng, những kẻ quản đốc nhanh chóng bị khống chế. Jack gào lên tuyên bố chủ quyền con tàu. Nhưng chưa nói dứt câu thì cánh cửa đằng sau bật mở. Dâu Đen lạnh lùng xuất hiện, dùng thanh kiếm điều khiển con tàu, treo ngược những kẻ phản loạn, thả kẻ đứng gác xuống con thuyền nhỏ, rồi dùng thuyền lớn khạc lửa chùa, thiêu chết thuyền viên. Tất cả sững sờ với sự tàn bạo của Dâu Đen, chỉ có mình hắn là vẫn thoải mái với ý tưởng của mình. Sau đó, Jack bị mang đi thẩm vấn. Dâu Đen tạo một con búp bê nguyền rủa có hình của anh. Nếu nó tổn thương, Jack cũng sẽ nhận đau đớn y hệt. Angelica đi vào, ngăn cản Dâu Đen, vì Jack có thể dẫn hai người đến với suối nguồn. Tối hôm sau, Jack cố tình quyến rũ cô để dò hỏi về suối nguồn. Trong sự đề mê, Angelica nói ra những bí mật mà cô biết. Nước dòng suối cùng với nước mắt của người cá trong hai chiếc ly bạc có thể khiến người ta cướp đi sự sống của người khác. Jack nghe vậy tắt nứng. Angelica liền đưa anh đến chiếc tủ bí mật của Dâu Đen, nơi hắn cất giấu trai đẹp,
hay chính là chai thủy tinh cất chứa những con thuyền mà Jordan đánh bại. Trong đó có cả ngọc trai đen của Jack. Angelica cho Jack thông tin này, đổi lại anh phải dẫn mình tới suối nguồn để lấy sự sống của một kẻ khác cho Jordan, bởi cô thực sự là con gái của hắn. Jack cố gắng thuyết phục cô Jordan là kẻ tồi tệ mà ai đọc One Piece cũng biết, nhưng Angelica thì đếch phải huy bù nên cô không chịu hiểu. Đúng lúc này, tàu tiến tới vịnh Mũ Trắng, các thuyền viên dùng tàu nhỏ vào bờ. Jordan thắp lên ngọn hải đăng, soi sáng chiếc thuyền chứa một nhóm các anh trai lênh đênh giữa biển, tạo nên mồi nhử tuyệt vời dụ những nàng tiên cá ở vùng biển này. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thật dài, nàng tiên cá cuối cùng cũng xuất hiện. Một thuyền viên bị u mê tiến đến hỏi, nàng dùng kem gì mà không bị nhăn khi ở dưới nước quá 180 phút một ngày thế? Nàng tiên cá không trả lời mà cất tiếng hát, dẫn theo hàng loạt những kẻ đồng loại đến. Đột nhiên, những nàng tiên cá rũ bỏ hình ảnh công chúa, trở thành những tay đọc lệnh tiếng đến trader chứng khoán Bio Boss Leader. Thuyền viên chống trả cuộc tấn công vô cùng kịch liệt, nhưng chiếc thuyền thì vỡ nát do không chịu được nhiệt, khiến mọi người bị rơi xuống nước. Lúc này, hai thuyền khác tới ứng cứu, thả thuốc nổ xuống, tấn công những con thủy quái. Jordan điều khiển chiếc tàu của hắn tiến tới phun lửa, lùa lũ thủy quái đến gần bờ, nơi lưới đã được giăng lên. Nhưng Jordan không hề tính đến chuyện những con thủy quái là tướng đánh xa. Bọn thủy quái này có tên khác là cá đậu, chuyên kéo người ta xuống nước, vài con cả tính bầy đàn, đánh một đứa là kéo cả bầy ra. Chúng lao tới, phá hủy lối đi, khiến Angelica gặp nguy hiểm. Jack thấy vậy, nhanh chóng ứng cứu, sau đó vội vã leo lên đỉnh ngọn hải đăng, đập vỡ chỗ chứa mỡ cá voi, khiến ngọn lửa bên dưới bùng lên, tạo ra một vụ nổ, phá hủy hoàn toàn phần đỉnh tháp. Jack sống sót vì kịp nhảy xuống biển, anh chàng chuẩn giáo cũng suýt chết nhưng bị kéo xuống nước bởi một bàn tay. Vụ nổ này dọa đoàn thủy quái bỏ trốn. Anh chàng chuẩn giáo tỉnh lại, nhận ra con thủy quái kéo chất mình đang bị mắc kẹt giữa tàn dư vụ nổ, nhanh chóng dùng kiếm đâm vào đuôi cá để giữ nó lại. Nàng tiên cá đầy sợ hãi nhìn về phía anh, khiến anh rút kiếm định thả đi, nhưng thuyền viên của Jordan ngay lập tức quăng lưới giữ lại. Ngày hôm sau, Barbossa đuổi kịp đến vịnh Mũ Trắng, nơi chỉ còn là một đống hoang tàn. Nhận ra mình đã đi đúng hướng, ông uy hiếp mọi người đi sâu vào trong, mặc kệ con tàu đã bị đàn tiên cá giận dữ tấn công. Gibbs khuất phục trước sự bất chấp điên cuồng này, và do bị dí súng vào mặt nữa, đành phải dẫn đường trong sự khó chịu. Ở một nơi khác trên vịnh, nhóm Jordan cũng tiếp tục hành trình, mang theo một hòm nước để chứa đàn tiên cá. Jack thì bị bịt mắt cho đến khi cả nhóm đi khuất con tàu, vì Jordan muốn đảm bảo là bạn của anh chỉ hướng tàu Ponce de Leon, chứ không phải đi thật xa để trở về con tàu của mình. Trong lúc cả nhóm vất vả di chuyển giữa khu rừng, Jack vẫn không quên hỏi thăm Angelica về nghi lễ suối nguồn. Angelica nói, sau khi lấy nước suối nguồn thì sẽ bỏ thêm nước mắt của người cá vào một trong hai chiếc cốc, người uống cốc có nước mắt sẽ hấp thụ sức sống của người còn lại. Jack nghe vậy cảm thấy đéo ổn tí nào, nên lúc nghỉ ngơi đã tìm đến nhà truyền giáo hỏi cách để lên thiên đàng. Nhà truyền giáo bảo cái này chỉ có Wawi biết thôi. Đúng lúc này, anh nhận ra tình trạng của người cá, cướp đao của một tên quản đốc, cậy nắp chiếc hòm lên cứu sống nàng tiên cá sắp chết ngạt ở bên trong, và hai người trao nhau ánh mắt đầy tình cảm. Hành trình lại tiếp tục diễn ra cho đến khi cả bọn bị cản lại bởi cái khe giữa hai đồi ngọc trinh. Jordan lạnh lùng ra lệnh cho Jack nhảy xuống tiếp tục đi tìm hai chiếc ly, còn mọi người tiến thẳng tới chỗ suối nguồn. Jack ngó xuống vực sợ téo cả súng. Jordan dí súng vào đầu uy hiếp anh. Jack càng mong thế, vì 101 cách chết thì chắc chắn chết vì súng nhanh hơn chết vì nhảy cầu. Nhận ra tình cảm của Jack cho con gái ruột, Jordan chuyển khẩu súng sang Angelica để dọa giết cô. Jack thì không tin rằng ông sẽ giết con gái ruột của mình, thế là Jordan ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị 6 khẩu súng, trong đó 2 khẩu không có đạn, bắt tên thuyền trưởng danh ma chọn khẩu súng để hành quyết. Jack chọn đại một khẩu và nó không có đạn bên trong. Nghĩ là tên này chỉ bốc phét là giỏi, Jack tự tin lấy một khẩu khác, giễu cợt súng của Jordan thì giờ làm gì còn bắn được. Nhưng ối rồi ôi, khẩu này có đạn thật. Nhận ra sự điên rồ của Jordan, Jack rón rén quay sang hỏi thuộc hạ của hắn rằng liệu mình nhảy xuống dưới có chết không. Tên này lấy hình nhân của Jack từ Angelica, quăng thẳng xuống dưới vực. Jack gào lên đầy sợ hãi vì anh sẽ nhận tất cả đau đớn từ con búp bê, cơ mà anh chẳng bị sao cả, nghĩa là đây không phải là cú nhảy tử vong. Angelica cảm thấy thật nhảm nhí nên định tự mình nhảy xuống. Jack thấy vậy vội vàng nhảy trước mà không bị làm sao cả. Xác nhận được điều này, nhóm Jordan tiếp tục di chuyển đến suối nguồn. Cùng lúc đó, nhóm của Barbossa cũng đang vất vả vượt qua khu đầm lầy. Trên đường đi, Barbossa không quên bắt những con cóc độc, một món quà ông cất công chuẩn bị suốt hành trình. Còn Jack thì đã vượt qua khu rừng, tìm thấy được con thuyền của Ponce de Leon. Về phía Jordan thì phát hiện ra đuôi người cá sẽ biến thành chân khi lên bờ. Ariel không thích điều này. Nhà truyền giáo tiến tới khoác cho cô chiếc áo của mình, và khi thấy cô chật vật với đôi chân người, anh sẵn sàng bế cô kiểu công chúa để tiếp tục di chuyển. Anh hùng hào kiệt thì ít mà xin với bánh bèo thì nhiều. Tại điểm dừng tiếp theo, anh chàng truyền giáo nhìn nàng tiên cá với sự u mê Sasuke. Lúc này nàng tiên cá mới nói rằng lúc trước cô cố tình kéo chân để cứu mạng anh. Anh chàng ngẩn ngơ Alzheimer khi nghe vậy. Đột nhiên, Jordan ra lệnh bịt đầu con thủy quái lại, khiến anh truyền giáo nổi khùng con tạch sùng. Dưới ánh mắt mong chờ của nàng tiên cá, anh đặt cho cô cái tên Serena.
quay trở lại với Jack và con tàu Ponce de Leon. Thứ đang nằm tranh vênh lấy cát trọng lý trên một vách đá, Jack tìm được cách đi vào. Bên trong con tàu chưa xác Ponce de Leon, nhưng người bạn cũ Barbossa đã đợi sẵn anh ở đó. Jack định lao vào đấu kiếm, nhưng con tàu, xin chào mọi người, mình là Trao Đảo đây, trực rơi xuống vực, khiến cả hai phải lựa vị trí đứng sao cho cân bằng. Jack thử cầm lên một đồ vật và di chuyển, con thuyền cũng lắc lư theo hướng của anh. Jack vội thả món đồ xuống, chính vì thế mà một chiếc hộp bí ẩn chui ra từ cầm giường. Barbossa nhận ra đây là thứ chứa những chiếc chén bạc, ông liền bước về sau để chiếc hộp trượt về phía mình. Jack bất chấp chạy về phía Barbossa, khiến ông buộc phải chạy về hướng ngược lại nếu không muốn con tàu rơi xuống vực. Sau một hồi tranh chấp, cả hai quyết định mở cùng nhau, nhưng mà chiếc hộp lại chứa hai cục đá. Họ nhận ra quân Tây Ban Nha đã hững tay trên của họ nhờ tấm bản đồ trong tay của Ponce de Leon. Cả hai xác định được vị trí đóng quân của người Tây Ban Nha và tất nhiên là đi tới đó đòi lại đồ của mình. Lúc này nhóm Dâu Đen vẫn tiếp tục di chuyển, tìm được một vùng đất với những hồ nước sâu và những bộ xương người cá. Dâu Đen thì cố gắng bắt chước vui vẻ, kể chuyện ma cho Serena về những người cá ở đây. Một nửa thân dưới nước và nửa còn lại bị phơi khô đến chết chỉ để lấy một giọt nước mắt, nhưng mà voice hơi kém nên Serena chẳng có cảm xúc gì cả. Dâu Đen định chuyển sang phương pháp cực đoan hơn, nhưng anh chàng truyền giáo phản ứng cực kỳ dữ dội, khiến hắn nhận ra tình cảm hai người dành cho nhau. Do đó, chuyển sang hướng đe dọa tính mạng của anh chàng truyền giáo. Nhưng Serena kiên cường, không rớt một giọt nước mắt, tên cướp biển ra lệnh cho thuộc hạ giết chết anh chàng. Serena nhìn ông với một ánh mắt căm thù, chứ không hề khóc. Dâu Đen hối hận và Eileen vì quên không mang theo củ hành tây. Ông ra lệnh đối xử với cô như những người cá ở đây. Anh chàng truyền giáo thì bị chúng quẳng ra một chỗ. Quay về với Jack và Barbossa, cả hai cùng nhau xâm nhập vào doanh trại của người Tây Ban Nha, xác định được vị trí của chiếc cốc và bỏ gần tới. Trong khi di chuyển, Jack tò mò về mùi kỳ lạ tỏa ra từ thanh kiếm của Barbossa. Ông giải thích rằng thanh kiếm này được tẩm độc từ những con cóc ông tìm được. Cả hai nhanh chóng hạ gục tên chỉ huy, lấy được những chiếc cốc và đi ra một cách hiên ngang như chẳng có gì xảy ra. Binh lính Tây Ban Nha nhanh chóng nhận ra sự bất thường, nhưng cả hai một cách ngầu lòi hạ gục hết cả lũ, cho đến khi mấy anh lính Tây Ban Nha rút súng ra trong phòng dùng dao để nói chuyện. Trong lúc đó, bằng một cách thần kỳ, anh chàng truyền giáo không chết và quay lại cứu Serena. Điều này khiến cô rơi ra giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng ngay lập tức bọn cướp biển ập tới lấy đi giọt lệ. Dâu Đen cực kỳ hài lòng, chỉ tội cho anh chàng truyền giáo phải nhận ánh mắt thất vọng của Serena. Dâu Đen bỏ đi, không quên ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục trói Serena để cô chết khô và trói anh truyền giáo đi với mình. Quay trở lại với Jack và Barbossa, hai vị thuyền trưởng ngồi tâm sự dưới gốc cây dừa. Mục đích thực sự của Barbossa là trả thù Dâu Đen vì đã cướp chiếc ngọc trai đen của mình, và thanh kiếm tẩm độc là món quà mà ông để dành cho trái tim của Dâu Đen. Chắc hẳn kẻ một chân trong số phận của Dâu Đen là Barbossa. Nghe xong câu chuyện của ông bạn già, Jack quyết định chuyển sang chế độ tẩu thoát, dùng chính sợi dây thừng trói mình làm chỗ dựa để leo cây. Càng lên cao, thân cây càng nhỏ, lên tới ngọn cũng là lúc Jack thoát khỏi sợi dây thừng. Sau đó, thu hút sự chú ý của lính gác, tạo điều kiện cho nội gián giải thoát Barbossa. Jack hạ gục hết lũ lính gác và một lần nữa lấy về được hai chiếc cốc bạc. Sáng hôm sau, Angelica đang dẫn nhóm Dâu Đen tiếp tục cuộc hành trình thì một thanh kiếm xuất hiện kề lên cổ cô. Jack đã quay lại cùng với Gibbs và một chủ lợn đeo hai chiếc cốc bạc. Nhận thấy sự xuất hiện của người lạ, Dâu Đen nhạy bén đoán rằng kẻ một chân đang ở gần đây. Jack cũng thản nhiên thừa nhận điều này. Quay lại việc chính, Jack dùng hai chiếc cốc bạc để giao dịch với Dâu Đen. Một là ông không được làm hại Angelica. Nghe thấy vậy, Dâu Đen liền tỏ thái độ của một bố đường bảo vệ con gái. Thứ hai là ông phải trả cho Jack chiếc la bàn. Dâu Đen lập tức đánh mắt ra hiệu cho Angelica trả chiếc la bàn cho Jack. Và điều thứ ba là ông phải thả Gibbs đi. Dâu Đen đồng ý trong bực tức với sự dài dòng của Jack, thỏa thuận thành công. Gibbs đưa hai chiếc cốc bạc cho Dâu Đen. Jack đưa Gibbs chiếc la bàn, khuyên ông hãy tìm đến sự tự do. Còn mình thì tiếp tục lần mò trong rừng, tìm kiếm suối nguồn của một nhóm Dâu Đen. Bỗng, anh thấy một hiện tượng lạ, giọt nước đang chảy ngược lại trên chiếc lá, đồng thời phát hiện ký hiệu nguồn suối ở trên vách. Ngay phía dưới là một hang động đầy mời gọi. Đoàn người kéo nhau vào thám hiểm cái hang, lang thang một lúc thì đến ngõ cụt. Một nửa nhìn Jack với sự kỳ vọng, nửa còn lại nhìn Jack như thằng thiểu năng. Jack mượn hai chiếc cốc bạc của Dâu Đen, giơ chúng lên cao một cách đầy nguy hiểm. Chinh! Và chẳng có gì xảy ra vì thiếu trong. Chinh! Lần thứ hai, Angelica chán nản hỏi Jack rằng anh đã thực sự đến đây chưa đấy. Jack đang định múa lưỡi thì bị thuộc hạ của Dâu Đen rút súng bắn thẳng vào mặt. May mà Jack nhanh tay dùng hai chiếc cốc bạc đỡ được, nhưng cũng nhờ thế anh phát hiện ra dòng chữ và đọc lên Aqua Davida. Jack vừa dứt lời, dòng nước chảy vào chỗ họ đứng, sau đó chảy ngược phía nóc hang và hình thành một vũng nước ngay trên đầu. Một con rơi bất ngờ lao tới vũng nước và biến mất. Jack nở nụ cười kiểu bố mày biết trước rồi. Sau đó nhờ một thuyền viên làm kiệu nhấc anh lên gần với vũng nước. Jack cầm kiếm chọc chọc ngoáy ngoáy, một lực hút kỳ lạ kéo thanh kiếm và anh vào trong vũng nước. Jack xuất hiện trong một chiếc hang sương khói trong nền nhạc epic. Suối nguồn chứ còn gì nữa, bình thường ai đi bật nhạc đấy. Những người khác lần lượt bước theo, Jack thì vẫn đầy cảnh giác, từ từ tiến đến, tiếp cận suối nguồn thực sự. Thế vậy, Dâu Đen cảnh cáo không được động vào nước. Bỗng Angelica mặt đầy nghiêm trọng gọi Dâu Đen. Hắn lập tức cảm nhận được kẻ một chân, kẻ thù số mệnh của mình đã đến. Quả thật,
Barbossa và Hải quân Anh đã tới. Barbossa dự hơi Hoàng gia Anh, nói vài câu đạo lý, kết tội Dâu Đen. Dâu Đen không hề sợ hãi, rút thanh kiếm pháp thuật ra đe dọa lại. Barbossa cũng không hề do dự, vì sức mạnh thanh kiếm chỉ có tác dụng với tàu của Dâu Đen. Dọa mãi không xong, hai bên quyết định lao vào đánh nhau. Và một lần nữa, trong khung cảnh đó, một anh hải tặc mặt mũi ấm áp tình người đã cắt dây, giải thoát cho anh chàng truyền giáo. Anh vùng lên như một con sư tử dũng mãnh và ngay lập tức bị thương, quyết định rời bỏ chiến trường, quay lại chỗ Serena, giải thoát cho cô. Serena tỉnh lại, quá cảm kích nên lựa chọn bỏ đi. Quay lại với chiến trường, Barbossa với chiếc chân cụt, khó có thể chiến thắng được Dâu Đen, nhưng lại không hề sợ hãi, bảo Dâu Đen quay đầu lại mà xem điều bất ngờ đang tới kia kìa. Phía đằng sau, quân đội Tây Ban Nha xuất hiện trong làn sương mờ. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha mạnh mẽ lấy chiếc cốc bạc trong tay của Angelica, và thật bất ngờ, họ tìm kiếm suối nguồn vì nghĩ rằng quyền năng của nó đã xâm phạm đến chúa và phải bị loại bỏ. Hai chiếc cốc bạc ngay lập tức bị đạp méo, quẳng sang một bên làm ví dụ. Vị thuyền trưởng ra lệnh cho quân đội Tây Ban Nha đập phá nơi này. Trong lúc thực thi mệnh lệnh, cùng lúc chĩa kiếm, chế giễu Dâu Đen chọn tin vào nguồn nước thay vì tin vào chúa. Dâu Đen coi đó là một lời thách thức và sẵn sàng chiến đấu, nhưng Barbossa cắn lén từ phía sau, thanh kiếm tẩm độc đâm xuyên qua người Dâu Đen. Angelica lao đến rút thanh kiếm ra khỏi cha, nhưng cô tự làm mình bị thương và nhiễm chất độc trên lưỡi kiếm. Nhìn thấy cảnh này, Jack lao đi tìm hai chiếc cốc bạc bị quẳng đi ban nãy. Barbossa thì đã đạt được mục đích của mình, tiện tay lấy kiếm pháp thuật của Dâu Đen làm chiến lợi phẩm và tuyên bố rút lui. Jack thì vẫn đang mò mẫm tìm hàng chiếc cốc, cho đến khi suối nguồn bị phá hủy và người Tây Ban Nha rút quân, thì anh vẫn chẳng thấy cái cốc nào cả. Khi Jack bắt đầu cảm thấy bất lực, thì một con rùa nổi lên, ngậm hai chiếc cốc cho anh. Thì đấy là nếu ở Hồ Gươm, còn ở đây là người cá Serena. Jack nhanh chóng thực hiện các nghi lễ cần thiết, sau đó chạy đến chỗ hai trai con Dâu Đen. Jack đưa cho Angelica chiếc cốc hồi phục chứa nước mắt người cá, và Dâu Đen, chiếc cốc bị tước đoạt sự sống. Dâu Đen ích kỷ, giành lấy chiếc cốc của con gái mà nốc cạn. Angelica buồn khổ, nhưng thương trà nên đã uống cốc còn lại. Nhưng tất cả đã được tính cả rồi. Jack hack não Dâu Đen nên đã trao đổi vị trí hai cốc với nhau. Dòng nước bắt đầu cuốn quanh cơ thể Dâu Đen. Vết thương của Angelica lành lại, một dòng nước lớn phá đất chui lên, bao phủ lấy Dâu Đen, cướp đi sự sống mà ông có. Dâu Đen hóa thành bộ xương, sụp xuống trong ánh mắt đau khổ của Angelica. Trong lúc này, anh chàng truyền giáo đang hấp hối thì Serena xuất hiện, trao cho anh một nụ hôn và kéo anh xuống nước. Tương truyền rằng, kẻ nhận được nụ hôn của người cá có thể hít thở dưới nước. Vì vậy, Serena kéo anh xuống sâu dưới nước. Dòng nước khiến Serena hiện nguyên hình là Sena. Cả hai cứ đâm sâu xuống dưới mà dân mạng không hề thấy họ trồi lên lại. Cũng có kẻ cho rằng đó là khởi đầu của Aquaman. Quay lại với Jack và Angelica, cô vẫn bực tức với quyết định lừa cha mình của Jack, nên Jack bỏ con mẹ cô lại trên hoang đảo với một khẩu súng và một viên đạn. Bố đã cứu mày thôi, khóc lóc cái lở. Rồi bỏ đi, Angelica dùng viên đạn duy nhất để bắn Jack. Nhưng hụt, với gu là xạ thủ, Jack vẫn quyết tâm đẩy cô lại hòn đảo hoang. Về thuyền trưởng Barbossa, ông chiếm con tàu sự trả thù của Anne và từ bỏ kiếp làm hải quân, quay lại cuộc đời cướp biển với chiếc mũ ưa thích của mình. Còn Gibbs lén lấy chai thủy tinh chứa tàu ngọc trai đen từ tàu của Dâu Đen và cùng Jack bắt đầu hành trình tìm cách giải thoát con tàu yêu quý của mình. After credit, Angelica ngồi ngắm biển thì hình nhân của Jack trôi giạt vào gần cô. Captain Jack Sparrow vĩ đại bị lôi ra pháp trường tử hình, liệu sẽ chọn chuyển kiếp thành anh trai đen trên đất Mỹ hay máy chém Nosus với cái sọt đựng đầu của một cặp sinh đôi nhiều dấu? Kết cục tên cướp biển nổi tiếng này sẽ như thế nào? Tất cả sẽ có trong Pirates of the Caribbean phần 5, Salazar báo thù hoặc người chết không nói chuyện. Nếu mấy đứa thích xem ở Bắc Mỹ, tôi là vui vẻ. Và mở đầu phim là vô số lời nguyền và truyền thuyết của biển cả gắn trên tường, được nghiên cứu bởi một cậu bé tên Henry. Kích hoạt tập độc hành, cậu chèo thuyền ra biển vào giữa đêm, buộc đá vào người rồi nhảy xuống biển. Sở hữu món nợ 3 tỷ 3 hay sao mà phải làm như thế? Không, mục đích của cậu là đi tìm con tàu Flying Dutchman và cha của mình, Will Turner. Ở phần trước, sau khi đâm quả tim của Davy Jones và trở thành thuyền trưởng của tàu Hà Lan bay, Will phải chịu lời nguyền, tiếp tục nhiệm vụ đưa những người chết trên biển sang thế giới bên kia. Lúc này, anh thực sự cần một spa chăm sóc sắc đẹp khi mặt đã bắt đầu giống thủy cung. Henry hứa sẽ đi tìm cây đinh ba của Poseidon, phá hủy lời nguyền để cứu cha mình. Cả hai đau đớn ôm lấy nhau từ biệt, người Hà Lan bay dần trở lại mốt con nợ Euro. Còn cậu bé Henry thì mệt mỏi nằm trên thuyền, trôi mãi cho đến 9 năm sau, trở thành một người làm thuê trên tàu Hoàng gia Anh. Lúc này đang truy đuổi nhằm tiêu diệt cướp biển. Với camera chạy bằng gương, Henry phát hiện con tàu kia đang tiến vào vùng tam giác quỷ. Tuy không nằm giữa hai hãng, nhưng nơi đây quá nguy hiểm nên cậu vội vã yêu cầu quay tàu lại. Nhưng thuyền trưởng đích phải tên là Hải nhất quyết đi tiếp. Thấy tình hình nguy cấp, Henry liều lĩnh lao đến phía vô lăng, bị cản lại, xé tay áo là bằng chứng cho sự phản bội và tống vào ngục. Con tàu Hoàng gia dần tiến vào tam giác quỷ. Có thứ gì đó lướt qua khiến tất cả mọi người hoảng loạn. Yasuo phải không? Từ trong làn sương, một con tàu dần tiến đến và đám thủy thủ bắt đầu tàn sát. Chỉ huy của chúng giết chết thuyền trưởng với một câu thật ngầu: Death.
Trong phòng giam, Henry lỡ chân đạp xuống nước, tạo ra tiếng động. Lúc này, ta mới thấy rõ chúng không phải con người. Con cá! Tên chỉ huy đi xuyên song sắt nhà giam, nhặt lên thông báo truy nã Jack Sparrow, rồi tự giới thiệu bản thân là Armando Salazar. Con tàu hải quân Tây Ban Nha của hắn đã bị tam giác quỷ nguyên rủa nhiều năm, đến độ tên này đách cần đến não nữa. Salazar nói chiếc la bàn là chìa khóa để giải thoát cho tất cả, nên muốn Henry tìm Jack Sparrow. Chuyện hộ lời nhắn rằng tử thần sẽ tìm đến. Mối liên hệ giữa Salazar và Sparrow là thế nào? Lát nữa biết. Cảnh quay đưa ta đến St. Martin, gặp Karina Smith, một nữ khoa học bị đàn áp bởi định kiến xã hội, bị cho là một phù thủy. Trước khi bị đưa ra pháp trường, Karina kì anh cái khóa rồi chạy trốn. Phía bên ngoài, dân chúng đang tụ tập tại buổi khánh thành ngân hàng hoàng gia St. Martin. Tên thị trưởng nói đây là nơi cất tiền an toàn nhất Caribe. An toàn ghê. Captain Jack Sparrow thì đang nằm ngủ trương rái bên trong, còn các thủy thủ của Ngọc Trai Đen buộc dây vào két tiền từ phía ngoài. Cảnh vệ được yêu cầu xử lý tên cướp biển, nhưng hộ này chắc mang họ Phùng, sẫy hụt liên tục. Bên kia bức tường, Gibbs cùng đồng bọn ra sức kéo cái két, và nỗ lực này được đền đáp bằng cả ngôi nhà. Jack thì bị tròng dây và kéo chân đi, cả nhóm chạy ngang qua chỗ O đang làm việc, trong khi tiền rời hết ra đường, cảnh vệ thì truy đuổi gắt gao. Jack cố gắng leo lên mái nhà, nhưng vừa đến nơi thì cả đoàn ngựa rẽ sang trái. Anh ngã xuống đường, liêu xiêu đi ngang cùng một đám lính đang truy đuổi Karina. Lại nói về Karina, sau khi thoát khỏi nhà giam, cô chạy đến một cửa hàng đồng hồ, nơi mà chó quyền được xếp cao hơn cả nữ quyền. Với kiến thức về các chòm sao, cô đã giúp một nhà thiên văn học phải nghiên cứu lại từ đầu. Thế là ông ta chửi cô là đồ điên, cô chỉ lại là đồ ngu. Đồ ngu và đồ điên đang chửi nhau thì đồ cướp biển đi vào, kéo theo Karina chạy trốn cùng Jack. Một sai lầm lớn trong cuộc đời. Với kỹ năng được tôi luyện trong Vector, Jack parkour trên mái nhà, trở lại với đoàn ngựa. Chưa kịp mỉm cười, anh lại phải nhảy qua cầu để tránh ở lại cái thị trấn này. Đám lính thì bất lực nhìn ngôi nhà chặn ngang đường truy đuổi. Trở về đến tàu, tất cả các biển háo hức khui cái két sắt, nhưng nó như một thằng nhóc ăn nói mất dạy. Trống không, các thủy thủ than phiền vận may của Jack đã hết, đồng loạt rời đi vì quá mệt mỏi. Jack Sparrow lúc này đứng trước nguy cơ chỉ còn là một cái tên. Cầm chiếc la bàn trên tay, Jack biết điều anh mong muốn nhất là biển cả, với khao khát được lái Ngọc Trai Đen một lần nữa. Trở lại với Henry, lúc này đã trôi giặt về St. Martin và trở thành người duy nhất sống sót của con tàu hoàng gia. Do tay áo bị rách, tên chỉ huy quy cho cậu tội phản bội, ra quyết định hành hình vào ngày hôm sau. Đáng bất lực thì Henry nhận được lời mời đóng phim Anh Chàng Sống Sót May Mắn và nữ tu sĩ xinh đẹp Karina. Cô muốn hợp tác cùng Henry đi tìm cây đinh ba để giải mã bí mật người cha để lại trong cuốn sổ tay. Lúc này, quân lính lại xuất hiện đuổi theo cô, còn Henry thì thừa cơ biến mất. Tại một nơi khác trên đảo, công chúa bong bóng Jack Sparrow đang buồn bã dầm mưa. Đây là lần đầu tiên anh tắm sau 4 phần phim. Bỗng, một đám lính xuất hiện, buộc Jack phải nhảy qua hàng rào để trốn, rồi gặp lại người bạn cũ phê phim. Bước vào quán rượu, Jack lên cơn tuyệt vọng, dùng cái la bàn đổi lấy một cơn say. Mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội, do Jack đã phản bội cái la bàn, nên nó giải phóng nỗi sợ hãi lớn nhất của anh, Salazar. Hắn thỏa mãn hét lên, đến giờ làm sạch biển cả rồi. Đám rùa biển nghe xong chắc vui lắm. Con tàu hải tặc đầu tiên vào tầm ngắm, chỉ trong nháy mắt, nó bị nuốt gọn. Jack nhìn chiếc la bàn lần cuối, tạm biệt đời cướp biển, rồi cầm theo chai rượu ra ngoài. Chưa kịp thỏa mãn cái cổ họng, tọng vào mồm anh là những khẩu súng vừa dài vừa to. Đám lính bắt Jack về để hành hình vào sáng hôm sau. Trong tù, Karina đang vẽ những ký hiệu lạ trên tường thì mặt trăng màu xuất hiện, kéo theo sự ra đời của Alice và Trash Huyết Nguyệt. Hòn đá phù thủy trên quyển sổ tay phát sáng, giúp cô đọc được dòng chữ. Để giải phóng sức mạnh của biển cả, mọi thứ sẽ phải phân ly. Cùng với đó là hình ảnh những ngôi sao dẫn đến một hòn đảo. Lại nói về Henry, cậu giả dạng lính canh để tìm kiếm Jack Sparrow. Tuy ngờ vực về một gã đến cái quần dài cũng không có, cậu vẫn giới thiệu mình là con trai của Will và Elizabeth. Henry muốn Jack tìm giúp cây đinh ba để có thể giải thoát cho cha mình, đồng thời gửi lại thông điệp của Salazar. Nghe đến tên của gã Tây Ban Nha, để cứu lấy chính mình, Jack buộc phải đồng ý thỏa thuận cùng là cướp biển. Nhưng phía bên này, Barbossa đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Hai tên lính bước vào, nói rằng những con tàu cướp biển đã bị Salazar tấn công. Barbossa đấn ra, quyết định tìm gặp Sansa, nữ phù thủy được ông cứu khỏi giá treo cổ. Ả đã nguyền rủa kẻ thù, khiến ông trở thành trùm cướp biển. Nữ phù thủy đưa ra cái la bàn của Jack, nói hãy đi giao kèo với đám tử thần, và Barbossa hiểu ý. Lại nói về Jack, lúc này đang bị đưa đi hành quyết. Anh nói muốn thử mái chém của người Pháp, vì nghe nó ngầu vừa lở, nhưng ngay sau đó lập tức hối hận. Tử hình cùng lúc là Karina, lựa chọn treo cổ, trong khi Jack bị cố định vào mái chém. Hai bên Yasuo bắt đầu tranh cãi xem ai được chăn trấu trước, thì đột nhiên Spider Henry xuất hiện. Các thủy thủ cũ của Ngọc Trai Đen cũng đến để cướp phát trường. Một viên đạn pháo bắn ra, khiến mái chém suýt thì chặt đầu Jack. Anh lảo đảo bước đi, còn lưỡi dao thì rơi ngay trước mặt. Mày thế. Thì ra, Henry đã thuê Gibbs cùng đồng bọn giữ lại cái đầu của Jack, còn bản thân đi lập thỏa thuận tìm cây đinh ba với Karina. Sau một hồi hỗn loạn, cả đám quay trở lại con tàu có cái tên tràn đầy sức sống, Hải Âu hấp hối. Cùng lúc đó, Barbossa tìm gặp Salazar, thỏa thuận đổi Jack.
để lấy một cái MV 1,4 triệu dislike. À nhầm, là mạng sống của mình. Salazar đồng ý, cho deadline đến bình minh ngày hôm sau. Lúc này, trên tàu Hải Âu hấp hối, Karina và Henry bị trói vào cột buồm, trở thành kẻ chỉ đường cho Jack. Cô vừa nói điều được ghi trên trang sách, thì Jack đi đến, yêu cầu giao ra bản đồ bất khả đọc. Nhưng đối diện với một đám không biết chữ, bản đồ đách nào mà chả bất khả đọc, nên Karina từ chối. Thế là Sparrow ra lệnh ném Henry xuống biển để đe dọa, buộc cô phải chỉ tay lên trời hận đời vô đối, nói bản đồ ẩn trong các vì sao, rồi vội chạy đến xem tình hình của Henry. Cậu không sao cả, chỉ bị ném xuống con tàu phụ, thế là cả hai chấp nhận hợp tác cùng Jack. Cây đinh ba lúc này cũng được hải quân Anh nhắm đến, và Sansa được đưa tới để tìm hiểu Karina đã viết những gì. Trời dần sáng, trên con tàu của Barbossa, Salazar dần hết kiên nhẫn, bắt đầu kể câu chuyện của đời mình. Trước đây, Salazar chỉ huy con tàu Silent Mary, gia đình ba đời lùng giết hải tặc để thanh trừng biển cả. Đến đời hắn, các tàu cướp biển gần như bị tiêu diệt hết. Cho đến khi Jack nhận lấy chiếc la bàn từ tay một thuyền trưởng đang hấp hối, anh mở chiếc la bàn ra, hiểu mình cần phải làm gì. Đứng trên đài quan sát, chọc tức Salazar. Với máu chó trong người, thuyền trưởng tàu Silent Mary lập tức ra lệnh đuổi theo. Nhưng Jack đã tính toán trước, ném dây vào đá ngầm để quay thuyền lại. Salazar trở tay không kịp, lao tàu vào trong tam giác quỷ, rồi chịu lời nguyền xuất bằng đáy năm. Đó là lý do hắn luôn giữ mối hận với Sparrow. Còn Jack thì nhận được sự kính trọng của tất cả thủy thủ và huyền thoại cướp biển ra đời. Kể xong câu chuyện, Salazar định hạ sát Barbossa, khi mãi chưa thấy Jack đâu, thì từ chân trời, con tàu Hải Âu hấp hối xuất hiện, phát hiện bọn tử thần đang đuổi theo sau. Thủy thủ định giết Jack để tránh liên lụy, nhưng làm vậy thì chúng sẽ chút giận vào ai? Jack hỏi. Thế là đám cướp biển để anh rời đi trên một con thuyền nhỏ. Nhìn thấy Jack đang tiến vào bờ, Salazar ra lệnh thả đám cá mập đuổi theo. Mấy con cá mập này có vẻ hơi bị overrated. Jack nhanh chóng tròng dây vào đầu một con, trốn thoát lên bờ. Đất liền ở đây có tên gọi khác là Thanos, búng tay bày màu bất cứ con ma nào dám lại gần, buộc Salazar phải lùi bước về sau để thấy Jack chạy đi xa rõ hơn. Trong lúc này, Hoàng gia Anh đã áp sát Hải Âu hấp hối. Gibbs lơn lẹo truyền lại vị trí thuyền trưởng cho Scroom, vì thuyền trưởng lúc nào cũng là thằng ăn đòn. Trở lại với Jack đang tìm kiếm Karina trong rừng, thì dẫm phải bẫy, ăn một chùy phản kích rồi lịm đi. Trên tàu, Salazar chút bầu giận dữ lên đám cướp biển. Ê, sắp chết rồi, mày giấu kho báu của mày ở đâu? Nếu một trong hai còn sống thì đi tìm. Ờ nhờ, tao chôn cạnh ngôi mộ ở thung lũng Godric của mày ở đâu? Ta có đâu. Barbossa xin Salazar tha mạng, hứa sẽ lên bờ bắt Jack về. Lúc này, Sparrow đã tỉnh dậy, gặp lại người bạn cũ Pickery và bị ép thành hôn với em gái hắn, Trần Đức Bò. Em giàu ép mỡ ai nữa ép duyên này. Barbossa đến cứu Jack khỏi con mụ kia. Ông muốn hợp tác để tìm ra đinh ba của Poseidon, vì không muốn chịu sự áp bức của Salazar nữa. Với quyền năng thành gươm của dâu đen, Barbossa giải phóng tổng ngục trai về với kích thước thật. Nhưng một núi không thể có hai hổ, một thuyền không thể có hai chỉ huy. Jack bị trói vào cột buồm. Như vậy, anh nghe được cuộc nói chuyện giữa Karina và Barbossa khi gã thuyền trưởng nhìn thấy sổ tay to và tròn. Nó chính là cuốn sổ mà ông để lại cho con gái tại cô nhi viện. Barbossa không muốn phá hỏng hình ảnh người cha trong lòng Karina, nên yêu cầu Jack không được tiết lộ. Đúng lúc này, tàu hoàng gia của anh ngầu lòi xuất hiện, nhưng ngay lập tức bị bọn tử thần phá hủy. Salazar áp sát ngọc trai đen, rồi đổ bộ lên tàu để tìm Jack, người đã được cứu bởi Henry. Jack đu dây sang Silent Mary, bắt đầu đổ kiếm với Salazar. Nhưng anh không phải đối thủ của gã tử thần, suýt bị giết. May mắn thay, Karina đã tìm thấy một hòn đảo. Do không thể tồn tại trên đất liền, các thủy thủ ma lập tức trở lại với Silent Mary. Còn Salazar thì bắt Henry theo. Để kết thúc mọi chuyện, cả nhóm phải tìm ra cây đinh ba của Poseidon. Karina đặt viên đá đỏ trở lại nơi nó thuộc về, mở ra con đường cắt ngang biển cả. Bạn biết tại sao chỗ này không có nước không? Vì được giả đầy ở đây này. Khi Jack và Karina đang tiến lại gần, thì Henry lúc này đã bị Salazar nhập xác lao đến tấn công. Jack không thể làm tổn thương cậu bé nên chỉ có thể bỏ chạy. Karina thì đạp bay cây đinh ba, không may nó lại rời gần chỗ Henry. Với sức mạnh của biển cả, Salazar tách cậu ra khỏi người mình và bắt đầu bón hành cho Sparrow. Henry tỉnh lại, nhớ đến hướng dẫn sử dụng. Để giải phóng sức mạnh của biển cả, tất cả phải phân ly. Thế là cậu lao đến, chém nát kia đình bà, tất cả lời nguyền bị phá vỡ. Salazar lấy lại vẻ đẹp trai, nhưng khe nước đang đóng lại, buộc mọi người phải thoát ra khỏi đó. Barbossa đưa mỏ neo của ngọc trai đen ngang qua. Karina nhìn thấy hình xăm trên tay ông, hiểu ra đây chính là bố mình. Nhưng vì Salazar đang áp sát mọi người, Barbossa hy sinh để kéo hắn xuống dưới, chấm dứt sự tồn tại của một cướp biển huyền thoại. Mọi người đều bày tỏ sự tiếc nuối. Pirate Life, Jack lắc đầu. Còn Karina tự hào nói họ của mình là Barbossa. Kết thúc phim, Henry và Karina bón cơm chó cho người xem. Còn Will thoát khỏi lời nguyền, trở về với người vợ xinh đẹp Elizabeth. Jack thì tiếp tục sáng tác nhạc và tham gia những chuyến phiêu lưu mới. Điều tiếc nuối nhất của bộ phim là ta không được thấy Silent Mary và Flying Dutchman đấu với nhau. Trong after credit, khi vợ chồng Will đang ngủ, thì một cái cảng của thởm phức xuất hiện. Đây có phải Davy Jones? Hắn chưa chết sao? Will sẽ lấy lại vai chính từ Jack. Rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng mà phim tiếp theo thì chưa có. Vậy thì chờ thôi. Tôi là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của The Reviewer.